Em cảm thấy là thực sự tổn thương khi như anh nói, chị Hy chờ đợi chương trình 6 năm, 6 năm đăng ký bản hẹn hò mới đến và tham gia chương trình. Trước đó thì tất cả chúng ta đều chứng kiến họ nói chuyện với nhau như thế nào. Và em đang hy vọng một cái kết thật sự có hậu. Nhưng mà Anh hiểu cảm giác của em, và cũng là cảm giác của rất nhiều người theo dõi chương trình ngày hôm nay. Anh trai không rung động, anh ấy không bấm. Nhưng tại sao anh không thành thật với cảm xúc của anh ngay từ đầu? Tại sao anh nói là hãy cho nhau cơ hội, anh lặp đi lặp lại câu đó ít nhất là 2 lần, nhưng mà cuối cùng anh lại không bấm. Nhưng cuối cùng con tim anh lại không rung động ở giây phút cuối. Người ta thường nói có những giây phút đá bù giờ vẫn thất bại, không sao cả, đó là cuộc sống như thế mà. Chào anh Quyền Linh, chào em xin Nam Thư, chào bạn gái, chào quý vị khán giả. Chào anh. Mình xin giới thiệu, mình là tên là Đỗ Văn Khánh, quê gốc ở Nam Định. Hiện nay thì mình đang sinh sống ở Bình Dương. Công việc và nghề nghiệp của mình thì là tài xế, làm trong khu công nghiệp Tân Cảng Sóng Thần, chủ yếu là soạn hàng bên hệ thống Lotte và giao cho các cái hệ thống. Tức là tài xế đi giao hàng? Cũng là đi trong ngày rồi về, chứ không có phải là giống như là đi biển biệt hoặc là đi xa. Nên là từ xưa giờ nhiều khi cũng có nhiều người hay thành kiến về tài xế hay đi xa, rồi có cũng nhiều cái coi như đi gần thôi đúng không, nên là sáng đi trong ngày. Anh nhiêu tuổi rồi? Dạ là sinh năm 1970. Mời bên đàn gái. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư, chào quý vị khán giả trường quay cũng như là đang xem đài. Chào em. Em tên là Nguyễn Ngọc Như Thi, năm nay em 34 tuổi, em đến từ Đồng Nai, hiện tại em đang là nhân viên văn phòng ở bộ phận là chăm sóc khách hàng. Công việc của mình cụ thể là gì hả chị? Cụ thể là mình chăm sóc trực điện thoại á. Tổng đài điện thoại. Là tổng đài điện thoại. Dạ đúng rồi. Nếu mà là tổng đài chắc nhiều có nhiều câu chuyện dở khóc dở cười lắm ha chị. Tổng đài 1080 hả, thấy không? Cái đài mà mọi người hay thường ưu ái với cái tên là đài biết tuốt á, tổng đài biết tuốt. Chị trực trên đó. Dạ. Rồi. Cái giọng nói của chị rất là hay. Vậy là chắc cũng chắc nhiều người kiếm tổng đài. Có khi nào mình trực tổng đài mình nói chuyện với khách hàng rồi xong người ta cứ tìm mình qua không chị? Cũng có những khách hàng hay hỏi danh số rồi là cứ tìm mình hoài vậy đó. Nhưng mà mình thấy rất là vui vì có những khách hàng nhớ mình như vậy. Có chú nhiều khi gọi lên, mình tư vấn cho chú xong, chú nói: "Con ơi, con có muốn làm dâu miền Tây không? Chú cũng có đứa con nó còn ở dậy đó con." Em nghĩ là những người mà làm công việc chăm sóc khách hàng như chị á thì chắc chắn là sẽ tinh tế. Tại mình nghe điện thoại nhiều, mình nghe một hai câu là biết người ta muốn hỏi gì rồi. Nhưng mà làm như thế nó cũng nhạy cảm, có những người ta gọi lên ta nói bậy không em? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Rồi lúc đó thì chị xử lý sao? Tính của mình thì nghiêm túc, mình sẽ xử lý vấn đề nghiêm túc. Có vấn đề nào không trả lời được không? Dạ có chứ. Ví dụ? Ví dụ như cũng có khách hàng hỏi khoảng cách từ từ mặt đất lên cái tầng mây gần nhất là bao xa. Trời đất ơi, vậy ai mà rảnh gì trời mà gọi lên tổng đài hỏi khoảng cách từ mặt đất lên tới tầng mây hả? Chính vì thế nên cô gái bên kia rất là kiên nhẫn nha. Đúng rồi. Rất là kiên nhẫn luôn đó. Anh Linh khoan cho em hỏi chị em câu nữa nha. Rồi hỏi đi. Chị, ví dụ như có ai gọi lên tâm sự chuyện tình cảm chia tay với chị không? Dạ cũng có. Có cũng luôn có, hả? Đúng rồi. Tổng đài 1088 á thì là cũng có chuyên viên tư vấn về tâm lý tình cảm. Nhưng mà nếu mà khách hàng đó là cảm giác tâm lý của họ không ổn định á thì mình có thể là chia sẻ một chút để họ vơi bớt cái cảm xúc lúc đó. Trời ơi. Khi nào gái bên này cái công vợ việc chồng là... ta gây lộn nhau ta gọi lên em không? Cái đó em chưa gặp. Cô ấy là một người rất là gọi là bản lĩnh luôn, biết có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nên anh đừng có lo. Rồi bây giờ mình nói chút về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Phần ưu điểm của bản thân mình thì là thật thà, chân tình, sống tình cảm, có trách nhiệm với gia đình. Không có cờ bạc, không có hút thuốc. Trước khi làm tài xế làm nghề công việc gì? Từ trước đến giờ thì bản thân mình là ở ngoài Bắc, trải qua 7 năm lính xong rồi đi vô thẳng Sài Gòn, tự thân tự lập. Tức là 7 năm quân ngũ hả? 7 năm quân đội, cũng là lính biên phòng ở Huế. Mới đầu vô làm thì làm các công ty, sau đó rồi kiếm tiền rồi đi học tài xế. Rồi sau đó đi lái taxi một thời gian rồi lái xe của các công ty. Cũng bồn ba quá hả? Nhưng mà anh ở đây với ai? Đến năm 2000 thì là lập gia đình. Và có một bé trai là 15 tuổi rồi. Nhưng mà hiện nay thì hai vợ chồng tức là đã chính thức là ly dị là khoảng 2 năm nay rồi. Con trai 15 tuổi con rồi. Con trai 15 tuổi. Ở với ai anh? Thì năm đầu tiên á thì mình nuôi bé trai nhà ở Bình Dương. Nhưng mà đến năm thứ hai á cũng vì lý do là mình ở có một mình, gia đình người thân cũng không có. Thì nhiều khi có công việc đi ra ngoài á, không có ai trông bé giùm. Cho nên là mẹ bé cũng không yên tâm. Thế nên là mẹ bé là xin về nuôi, về dưới ông bà ngoại ở dưới Lâm Đồng. Thì hiện nay là ông bà ngoại đang giữ giùm bé. Tất cả mọi vấn đề thì cái phần hỗ trợ về kinh phí tất cả thì hàng tháng là mình có chu cấp đầy đủ.
Ở với ông bà ngoại thì rất là thoải mái, nhà dưới quê mát mẻ, rồi ông bà chăm cháu thì cũng rất là thoải mái. Còn bây giờ anh ở đây, anh ở một mình. Còn hiện tại thì mình cũng đã có nhà ở Bình Dương rồi. Tức mua nhà Bình Dương rồi. Nhà Bình Dương rồi, nói chung là nhà cũng ổn định, cũng có thu nhập ổn định rồi. Đó là lý lịch trích ngang của bên đàn trai đó. Bên đàn gái đường tình sao? Em thì từ đó đến nay chỉ có một mối tình duy nhất thôi. Mối tình đầu của em là vào năm 26 tuổi. Tụi em quen cũng được khoảng gần 3 năm. Cũng tính đến chuyện cưới hỏi, nhưng mà mình phát hiện là bạn ấy lăng nhăng. Thế là mình quyết định là dứt khoát chia tay luôn. Trong đầu của mình từ nhỏ cho tới lớn á, không chấp nhận việc không chung thủy. Cũng hơi lâu rồi, từ hồi đăng ký chương trình đến nay chắc cũng 6 năm rồi đó. 6 năm rồi hả? Dạ đúng, chị đăng rồi, ký chương trình gái. Anh bên đây đã từng lỡ một chuyến đò rồi đó. Dạ. Em có ngại điều đó không? Nếu mà ở độ tuổi này, đến thời điểm này mà chưa có gia đình thì mới là có vấn đề. Ừ. Nhưng mà đối với vấn đề của anh như vậy thì em thấy không có vấn đề gì hết. Vậy là tốt rồi. Thôi mình bỏ chuyện cũ đi. Ai dạ. cũng có những cái cuộc sống riêng, ai có những kỷ niệm, những ký ức. Bây giờ mình làm lại từ đầu, biết đâu nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Những ký ức của mình thì sao? Em muốn tìm một người đàn ông của mình như thế nào? Người đàn ông mà em muốn bước với em trong cái cuộc đời sắp tới á, đầu tiên là phải là chung thủy, sau đó là nhân hậu. Em nghĩ những người nhân hậu là những người sẽ suy nghĩ cẩn thận trong cái lời nói và hành động của mình, thì sẽ không có gây tổn thương đến cho người khác. Đàn ông lúc nào phải có tài, đó là chuyện đương nhiên. Nếu một người có ý chí cầu tiến á, thì em nghĩ là vấn đề nghèo khó mình không phải lo. Tức là những vấn đề mà em cần chủ yếu là về cái nhân cách. Nãy giờ em nói thì em cảm nhận ảnh như thế nào? Em cảm nhận anh bên đó là ảnh có sự trưởng thành, chín chắn và ảnh chân thành. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Anh thấy ổn đó. Dạ, em chào anh. Chào em. Dạ, rất vui khi anh đến tham gia chương trình. Chị nói là chị đăng ký chương trình 5 năm rồi. Dạ, 6 năm rồi. 6 năm. Dạ, 5 năm mấy? 6 năm ạ. Từ 2013. 6 năm. Từ 2013 năm 2019. 6 năm thì chương trình mới có thể tìm được một cái người có thể hợp. Em nghĩ là anh chị ơi, mình coi đây như là một cái duyên ha. Cái mẫu người phụ nữ mà anh mong muốn là gì? Về ngoại hình thì tương đối dễ nhìn một chút, xinh xắn, gọn gàng, cao trên 1m55. Trong cái tính cách thì là phải thật thà, chung thủy, hướng về gia đình, quan tâm, chia sẻ. Chị em năm nay 34 tuổi, anh sinh năm 70, thì cái khoảng cách tuổi tác cũng lớn, anh nghĩ như thế nào về điều đó? Đối với mình thì tuổi tác không thành vấn đề. Còn chị nghĩ như thế nào về cái khoảng cách tuổi tác? Về khoảng cách tuổi tác thì chị không thấy có vấn đề. Tại vì dạ. là ở độ tuổi đó là mới có thể là có đủ sự trải nghiệm. Phụ nữ mình là rất thích những người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Với cái sự trải nghiệm của anh như vậy thì có thể là có rất là nhiều bài học cho mình. Hay quá chị, đúng là nhân viên tư vấn. Cái giọng nói của chị là nó ngọt ngào rồi, với cách chia sẻ của chị. Em thấy thực sự là hai anh chị rất hợp, bởi vì chị là người lắng nghe điện thoại thôi. Thậm chí có thể chia sẻ với một người hoàn toàn xa lạ, huống chi là người thân quen của mình nữa. Rồi bây giờ là mình giao lưu với người thân ha. Chị hôm nay chị đi với ai? Mình đi với chị đồng nghiệp, những người bạn thân của mình. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, chào MC Lâm Thư và tất cả các khán giả trong trường quay. Mình là đồng nghiệp và cũng là coi như là chị gái của bé Thi. Bé Thi rất là hòa đồng, vui vẻ, rất là tình cảm, sống biết trước biết sau. Anh bên đây thì chị nghĩ là cũng hợp với những cái mà tiêu chuẩn em đưa ra, bởi vì anh cũng rất là phúc hậu. Chị nghĩ là tùy em ha. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi với là anh bạn thân với lại hai cháu. Chào anh. Xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư. Dạ. Và khán giả trường quay. Tôi là Trần Văn Lực, bạn đồng nghiệp và bạn thân chí cốt từ quê. Theo tôi á thì thấy hai bạn là cũng, nếu mà có duyên gặp được hôm nay là cũng tiến tới hạnh phúc hôn nhân là. Rồi, cảm ơn anh. Giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Dạ. Mở rào. Đầu đi anh trai. Chào em. Chào anh. Anh có lớn hoa tăng em? Dạ, cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn quà gửi cho anh. Đây là cái tinh dầu thơm, có thể là giúp tinh thần của mình sảng khoái. Hy vọng là anh có thể là minh mẫn hơn khi trong lúc lái xe. Quá tâm lý luôn. Không có cái sự cảm nhận gì từ hồi nãy giờ mình chia sẻ qua cái bức rèm này không? Thật ra em đang run. Tại vì công việc của em chỉ trực tổng đài qua điện thoại, tiếp xúc với khách hàng, nhưng mà giao tiếp trước đám đông như thế này thì hơi run, hơi hồi hộp. Thường vào thời gian rảnh á, anh có sở thích làm gì? Đối với anh thời gian rảnh thì đi uống cà phê hoặc là nghe nhạc. Ngoài ra anh có sở thích gì đặc biệt hay không? Cuối tuần hay là những ngày lễ thì anh em có tụ tập bạn thân, gia đình đó, thì cũng có
nhậu nhẹt chút đỉnh rồi karaoke. Em cũng thích cái không khí gia đình ấm áp như vậy. Anh thì cũng thường rèn luyện sức khỏe nên là tập thể dục đi bộ hoặc là chạy bộ gì đó. Em cũng rất là thích chạy bộ và cũng có thỉnh thoảng cũng hay tập thể dục. Công việc của em thì thường là em làm cái thời gian làm là như thế nào? Em sẽ làm giờ hành chính, tại vì cổng bài của em là trực 24/24, thành ra sẽ có những cái ca mình sẽ làm về đêm. Em làm công việc này được bao lâu rồi? Em làm từ hồi em đăng ký bạn muốn hẹn hò. Bây giờ em cảm thấy cái công việc này là em có hài lòng hay không? Em rất là hài lòng. Suy nghĩ của em là em thích giúp đỡ nhiều người, và công việc này của em có thể giúp đỡ được rất là nhiều khách hàng. Em rất là hài lòng về công việc của mình và yêu thích nó. Giống như là hôm nay mình có cái duyên mình gặp nhau đó, thì sau này giả sử như nó thay đổi về cái địa bàn sống hoặc cái công việc thì em có suy nghĩ nào? Trong đầu của em á, khi mà đã tiến tới hôn nhân là mình đã đạt được cái độ thấu hiểu, tôn trọng, chia sẻ lẫn nhau rồi, thì chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thì ở đâu cũng là nhà. Quan điểm của em về người phụ nữ gia đình với lại hôn nhân gia đình là như thế nào? Nếu mà là em sẽ thích chăm sóc gia đình của mình, nhưng mà em vẫn thích đi làm. Mình có công việc, mình có sở thích thì mình mới có thể là thể hiện được cái cá tính của mình. Dường như là em thích hướng tới sự hoàn thiện, vừa có thể đảm việc nhà, đảm việc nước, là cái hướng tới của em. Theo như chia sẻ của em thì anh thấy là em cũng khá là dễ thương. Cảm ơn anh. Nếu mà kết hôn thì anh muốn là sinh thêm bao nhiêu bé? Cái này thì anh có suy nghĩ tới rồi, chắc chắn là phải có. Nhưng có thể là một, còn trai hay gái thì cái đó tùy theo trời cho mình sao mình chịu đấy. Em cũng có đồng quan điểm với anh như vậy. Anh cũng có nhà cửa, kinh tế thì tạm ổn. Cho em hỏi động lực nào anh đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò? Những lúc rảnh rỗi thì anh cũng thường coi chương trình. Anh thấy cái chương trình này rất nhiều ý nghĩa, mang đến hạnh phúc cho nhiều người. Đứa cháu học đại học của anh á, đăng ký cho anh. Tới đây thì thực sự ra thì anh cũng mong muốn tìm được một người tức là thấu hiểu, đồng cảm. Cái thứ hai là phải chân thật và trung thủy trong lĩnh vực của gia đình ấy. Từ những cái đó mình mới sẽ có cái sự quan tâm chia sẻ và có những cái động lực để mà vun đắp cho gia đình được. Mong rằng thì mình cũng cho nhau một cơ hội. Đây cũng là cái duyên. Sau này như thế nào nữa thì cũng có thể là tùy duyên. 6 năm chờ đợi như thế, 6 năm có tưởng tượng ra một người hôm nay ngồi như mình như thế này hay không? Và sau 6 năm gặp cái người này thì em cảm giác thế nào? Cảm giác đầu tiên là em run. Tại vì nào giờ em chỉ có một mối tình thôi. Em cũng hơi ngại tiếp xúc với con trai một chút xíu. Nên là em gặp anh hơi bị bối rối. Bối rối đúng không? Dạ đúng rồi. Sau 6 năm gặp một đối tượng là thấy bối rối là được rồi. Bây giờ mình nói một câu gì đó để mình kết thúc cái cuộc nói chuyện hôm nay. Trước phụ nữ thì mình cũng rung động một chút xíu. Có rung động. Nhưng mà cái này thì... Anh nói lớn lên. Thật sự về cái cảm nhận đầu tiên của mình á, có một cái gì đó trong cái cảm nhận đầu tiên á, nếu mà cái bản chất của mình á, cảm nhận mình cảm thấy thích một cái gì đó thì mình rất là thích. Mà cảm thận nó cảm thấy không đạt tới cái đó thì mình có thể là cái tư tưởng mình nó không thông. Rồi đến đây mình cũng là cái duyên của chương trình đưa đến cho hai chúng ta, thì mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Dạ đó cũng rồi. Là suy nghĩ của em. Chúng ta để tay mình rút bấm và kiểm tra lại đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Phải thì bấm, không phải thì chúng ta dành cơ hội để cho người khác. Bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với lời nói của mình, bởi hai anh chị cũng lớn rồi, ta suy nghĩ kỹ chín chắn rồi. 3, 2, 1. Hết thời gian. Sao không bấm? Mình cũng chia sẻ thật là cái cảm nhận đầu tiên mình cũng chưa rung động nhiều lắm. Anh cần điều gì nữa? Thực chất ra thì cũng không đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà chuyện tình cảm nó phải xuất phát từ cái sự rung động của... Nhưng tại sao trước khi bấm anh lại nói là chúng ta cần cho nhau một cơ hội để đối phương hiểu lầm chúng ta? Cái này lỗi với anh đó. Anh cứ bày tỏ cho thoải mái cảm xúc của mình, không có vấn đề gì cả. Thì anh, trước khi bấm thì Linh có hỏi anh nói là chúng ta nên cho nhau một cơ hội. Cuối cùng anh suy nghĩ điều gì mà anh không bấm? Mới đầu thì mình cũng có suy nghĩ như thế, nhưng mà cái thật sự cái con tim với cái sự rung động đến giờ phút cuối thì mình chưa có cái sự cảm nhận được. Chúng tôi vẫn là... trân trọng cái quyết định của mỗi người. Mình không bấm thì mình nhường cơ hội để cho nhiều người khác nữa. Bởi vì trên truyền hình có rất là nhiều chàng trai có thể bấm cho cô ấy. Nhưng mà chỉ tiếc cái anh nói câu mà là hãy cho nhau cơ hội thôi, là đâm ra cái người đối diện người ta hiểu lầm. Thôi không sao, bấm hay không bấm cũng không quan trọng. Có thể em bấm, mình nghĩ sao mình nghĩ vậy, người khác không bấm, mình vẫn bấm. Đó là suy nghĩ của mình ha. Tôi nghĩ rằng anh chị cũng đã duyên đến đây 6 năm chờ đợi, tiếc quá. Không sao cả, quý vị và các bạn, đặc biệt là các anh đang xem truyền hình,
thì hãy gọi điện thoại về tổng đài, gọi về tổng đài biết tốt gặp chị Thi đó, gặp chị Thi còn rồi sau đó rồi xin thông tin hay cái gì thì cứ việc nha, thoải mái nha. Chị của Thư làm tổng đài nha mọi người, chị Thi nha. Cảm ơn chị, cảm ơn chị hôm nay đã đến tham gia chương trình. Mỗi bạn nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio tại tất cả các hệ thống Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu phân phối tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Rất tiếc hai anh chị không bấm nút hẹn hò nên chưa có cơ hội nhận được cặp nhẫn cưới hẹn hò và voucher mua nhẫn cưới và thuê xe cưới đến từ thương hiệu nữ trang Anh Phương Jewelry. Rất tiếc là hai người không bấm nút, nhưng tôi hy vọng rằng hai người sẽ tìm sớm cho mình một nửa yêu thương của mình. Chúc cho hai bạn sẽ may mắn và thành công trong cuộc sống. Em cũng chúc cho anh Khánh sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Cảm ơn anh rất nhiều đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn chị Thi. Đây, em đưa chị xuống. 6 năm một chặng đường rất dài, cô ấy đã bấm nút với nụ cười rất là tươi. Và tôi tin chắc rằng rất nhiều chàng trai đang nhớ nụ cười đó. Em cảm thấy là thực sự tổn thương khi như anh nói, chị Thi chờ đợi chương trình 6 năm. 6 năm đăng ký bản hẹn hò mới đến và tham gia chương trình. Trước đó thì tất cả chúng ta đều chứng kiến họ nói chuyện với nhau như thế nào. Và em đang hy vọng một cái kết thật sự có hậu. Nhưng mà... Anh hiểu cảm giác của em và cũng là cảm giác của rất nhiều người theo dõi chương trình ngày hôm nay. Anh trai không rung động, anh ấy không bấm. Nhưng tại sao anh không thành thật với cảm xúc của anh ngay từ đầu? Tại sao anh nói là hãy cho nhau cơ hội, anh lặp đi lặp lại câu đó ít nhất là 2 lần. Nhưng mà cuối cùng anh lại không bấm. Nhưng cuối cùng con tim anh lại không rung động ở giây phút cuối. Người ta thường nói có những giây phút đá bù giờ vẫn thất bại. Không sao cả, đó là cuộc sống như thế mà. Anh hiểu cảm giác của Thư ha. Phụ nữ chúng ta thông cảm nhau và thấu hiểu cho nhau. Cuộc sống nó luôn luôn như thế. Không có gì mà chúng ta muốn nó được đâu. Thậm chí đến gần tay với chúng ta cầm còn chưa được nữa. Cái gì của mình là của mình, cái gì không của mình thì thôi, cứ để nó ra đi. Tin chắc rằng sau 6 năm sẽ có rất nhiều nút bấm dành cho cô gái tên Thi. Như Thư đã nói, chị Thi của Thư làm ở tổng đài biết tuốt. Các anh ngồi xem truyền hình muốn xin thông tin của chị, hãy gọi về tổng đài nha mọi người. Và hy vọng là anh nào gọi về tâm sự, chia sẻ với chị của Thư thì hãy luôn thành thật với cảm xúc của mình ngay từ phút ban đầu. Thật sự là nãy em không có dám bộc lộ cảm xúc quá nhiều trước mặt chị Thi, nhưng mà tại vì em thấy chị Thi lúc nào trên mặt chị cũng cười cũng rạng rỡ. Một người con gái bản lĩnh, tự tin, một người con gái nụ cười luôn tỏa sáng. Hy vọng rằng chị ấy và anh ấy sẽ sớm tìm được nửa tương của mình. Có ý định mượn tiền phụ nữ không? Chưa biết vậy. Hả? Chưa biết, bây giờ em không thể hứa trước được cái đâu, sau này hai người quen nhau rồi xảy ra cái gì đấy rồi sao không mượn thì sao? Chắc tôi xỉu quá. Là em nói thật, ở đây mình không thể khẳng định là sau này nó xảy ra cái gì thì mình đâu biết được. Đúng rồi, anh nói đúng đó. Sao biết được? Ví dụ hai người quen nhau bữa rồi anh đi ăn uống gì anh quên bỏ bóp nhà không, lẽ anh không mượn? Dạ. Chứ đâu không cần mượn. Để bỏ bóp nhà thì bên đây ta trả tiền vẫn được, không có gì mượn hết. Mượn là mượn để làm cái việc riêng mới mượn, còn tiền chung thì đi ăn đi uống thì quên bỏ bóp bình thường. Hai người quen nhau gần đi đến kết hôn rồi. Ví dụ anh kẹt vốn làm ăn gì đó, anh mượn không được hả? Thì được đó, nhưng mà rồi bị giật đó. Giật đâu phải người nào cũng giật đâu. Đâu, thấy nhiều người giật lắm, hồi đó em cũng bị giật. Chào anh Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em tên là Phan Viết Biên. Em... Phan gì? Phan Viết Biên. Phan Hết Biên. Viết cho Biên, ví dụ như là Biên Thùy á. À, Biên á hả? Bao nhiêu tuổi Biên? Em hiện tại là... quê gốc em là Sầm Sơn, Thanh Hóa, nhưng em vào đây được 10 năm rồi. Tao hỏi nhiêu tuổi, em trả lời gì? Em năm nay 31 tuổi ạ. Rồi. Anh làm nghề gì? Em lái máy cẩu nâng. Rồi, Phan Viết Biên 31 tuổi, lái máy tổ nâng. Cẩu anh. Cẩu nâng. Rồi anh này là trong hồ sơ để là bộ đội xuất ngũ đúng không anh? Dạ, trước đây em có đi bộ đội, đi hải quân. Và hiện nay đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Không, em làm ở Đồng Nai, ở thành Nai. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh, người mà em hâm mộ nhất. Chào em. Dạ, xin tự giới thiệu với mọi người. Em tên là Đoàn Ngọc Hồng Nhung, 29 cái tuần xanh. Em là quê ở thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại em đang kinh doanh về thời trang. Rồi, bạn trai kia mỗi tuần ở Đồng Nai chạy lên chơi hả bạn? Dạ chị. Bạn có bạn gái có ngại bạn trai ở xa vậy không? Ở đâu cũng được, miễn sao mà anh với em có thể hòa hợp với nhau, hai tâm hồn đến nhau được. Hay quá. Sao đâu, cứ mỗi buổi thứ bảy nhật ảnh lái cẩu nâng lên chở đi chơi có gì đâu. Không được anh. Rồi. Máy của em là cấm lấy chở người. Mình làm. Rồi bây giờ hỏi bạn nữ nè, tại vì bạn nữ ở đây rất là dễ thương.
rất là xinh xắn, mà tại sao bây giờ là 29 xuân xanh mà chưa có bạn trai? Dạ, có lẽ là ba mẹ đặt tên cái duyên cũng là cái nghiệp, tên Hoa Hồng. Hồng thì đẹp nhưng mà có nhiều gai quá nên không ai anh nào chịu mất hết. Và em bị mất niềm tin về đàn ông. Sao mất niềm tin? Người đó gạt bạn hả hay là anh gì bạn? Dạ. Gạt luôn hả? Dạ. Ủa gạt cái gì em? Dạ em bị người bạn trai cũ là lừa tình và lừa tiền luôn. Những người đàn ông cũng có người tốt người xấu, nhưng người tốt nhiều hơn người xấu em. Phụ rồi bây giờ mình tham khảo anh mà. Anh đây coi sao nha, anh đây được lắm á. Anh sao anh? Anh được không? Cứ tùy mọi người nhận xét thôi, còn bản thân em thấy em cũng được. Được. Anh muốn tìm một người yêu như thế nào? Tiêu chí của em thì người phụ nữ thì cũng bình thường thôi, vui vẻ, hòa đồng như chị Cát Tường ấy. Tính tình em thích tính tình giống chị ấy. Nhưng mà dáng của chị ấy thì thấy không ok lắm. Bây giờ muốn kiếm cái chuẩn người phụ nữ sao, đưa cái chuẩn ra đi nói luôn đi. Tiêu chuẩn của em thì cao tầm 1m55 tới 60 là được rồi. Rồi, được, gì nữa? Nặng thì cũng tầm 45kg thôi. 45? 65 thì bé không nổi đâu chị ơi. Bộ đội phải khỏe chứ, bộ đội mà 65kg là bé không nổi. Bình thường thì nổi nhưng mà người ta xỉu là bé không nổi. Có yêu cầu vòng 1, vòng 2, vòng 3 gì không? Không, cái đó là trời cho làm sao thì... Trời nào mà cho, người ta cho chứ trời nào cho. Không, nếu là cái duyên mà hai người mà đến được với nhau có nhiêu thì mình hưởng nhiêu thôi. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi chị ơi. Hết rồi ha. Nghe anh nói vậy em thấy em đạt được nhiều phần trăm cái chuẩn của anh đưa ra? Chắc em đạt được 100% được không chị? 100% luôn hả? Trời ơi, xuất sắc. Mình giới thiệu về mình một xíu đi, cái em có tật xấu gì không? À, dạ, em rất là thích nấu ăn. Nhưng mà em không thích rửa chén được không anh? Được không anh? Ai cũng không thích rửa chén hết đó, em cũng vậy. Vậy là hai vợ chồng này ăn xong đập chén. Rồi còn gì nữa không em? Em thì em làm bên thời trang nhưng mà em không thích về trang điểm cho lắm. Con người mình giản dị, có sao để vậy. Cái này đàn ông thích. Ừ. Rồi. Lâu lâu thì em cũng có lúc nắng lúc mưa chút anh ơi. Em có giận dỗi. Anh có nhường nhịn em chút không anh? Nhường thì nhìn chút chút thôi chứ nhường ngày nào cũng nhường là cũng hơi mệt. Em dễ lắm, em cứ giận xong rồi ai cho em ăn cái gì xong lát hồi em quên hết trơn. Thôi vậy cũng được, cũng dễ ha. Ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là em rất là thích nấu ăn. Em nhớ nhất là câu của anh Quyền Linh mà em nói em đi đâu cũng nằm đồng hết á. Hãy thêm một chút vui vẻ, một chút hài hước và một chút lãng mạn vào mỗi bữa cơm gia đình. Đúng rồi. À. Được, cái này được. Rồi thôi bây giờ mình nói cái chuẩn bạn trai để chị qua chị coi. Bên kia đưa ra chuẩn rồi, nhà gái mình cũng phải đưa ra chuẩn chứ, đúng không? Đưa đi, bên đây chuẩn rồi đó. Dạ, chuẩn bạn trai của em là cao hơn em. Tại vì em cao 1m67 ra anh. À, cao hơn em. Nhưng mà đừng có xăm hình nha anh. Có xăm lỗ mũi thôi được không? Nhưng... thôi. Còn gì nữa không? Hói cũng được, nhưng mà đừng có để lâu nhiều quá. Lâu sùm xìu quá, lúc hùng nó ngứa lắm. Trời đất ơi. Hói hơn. Không có hói. Tóc này để không hói. Ủa, không để tóc ngộ vậy? Ừ, tóc màu đen lạ mà. Cho coi coi có hói không, ngụy trang hay là? Không, không hói. Ồ, tại màu đen vậy đó hả? Ờ. Nhưng mà đừng có để râu sòm xòa nghe, hung nhột lắm á. Râu thì nhiều nhưng mà sáng lại cạo vậy. Có râu nhiều lắm em, nhưng mà cạo xa xác. Nó chị trời nó cứng cứng chọt chọt còn ngứa dữ nữa. Rồi có gì nữa không? Em bị vấp ngã một lần rồi. Nên em không muốn là bạn trai mượn tiền em nha anh. Nghe không? Em nghe. Có ý định mượn tiền phụ nữ không? Chưa biết vậy. Hả? Chưa biết, bây giờ em không thể hứa trước được, biết đâu sau này hai người quen nhau rồi xảy ra cái gì đấy rồi rồi sao không mượn thì sao. Chắc hư xỉu quá. Em nói thật, ở đây mình không thể khẳng định là sau này nó xảy ra cái gì thì mình đâu biết được. Đúng rồi, anh nói đúng đó. Sao biết được? Ví dụ hai người quen nhau bữa rồi anh đi ăn uống gì anh quên bỏ bóp nhà, không lẽ anh không mượn? Dạ. Chứ đâu không cần mượn. Anh hiểu á. Để bỏ bóp nhà thì bên đây ta trả tiền vẫn được, không có gì mượn hết á. Mượn là mượn để làm cái việc riêng mới mượn, còn tiền chung thì đi ăn đi uống thì quên đi bóp bình thường. Hai người quen nhau gần đi đến kết hôn rồi. Ví dụ anh kẹt vốn làm ăn gì đó, anh mượn không được hả? Thì được đó, nhưng mà rồi bị giật đó. Giật đâu phải người nào cũng giật đâu. Đâu tôi thấy nhiều người giật lắm, hồi đó em cũng bị giật mà. Y vậy luôn á. Vậy cả đời coi như không tin đàn ông luôn. Không, bây giờ không cho ai mượn tiền á, yêu yêu đừng mượn tiền. Thì không rồi không chị. Thì vậy đi, sao cứ lòng vòng ngoài, tao không muốn cho mượn tiền mà ép người ta nữa. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Khuyết điểm thì cũng nhiều lắm. Gì ví dụ? Em thì cũng ở dơ đó, nhưng mà em thì không thích người ở dơ. Em đi làm về khuya, thế nên là 9-10 giờ tối chẳng hạn, em không bao giờ ăn tắm. Sáng em mới tắm. Rồi ngủ chung với vợ rồi không tắm luôn. Thay đồ đi ngủ thôi chứ không tắm. Sáng dậy có tắm đi làm không? Có, không tắm thì cũng gội đầu. Ủa, tắm không tắm mà gội đầu là sao, là tắm cái đầu của cái mình chừa lại hả? Ý cái đầu là... xuống gội thôi còn cái mình chừa lại. Chừa cái mình lại thiệt luôn á hả? Ý em nói là nếu như mà mình không tắm thì mình phải gội đầu. Ủa là sao anh Linh? Hiểu. Thì nó thúi chứ sao? Đâu có sao đâu, không tắm thì nó thúi à. Rồi được rồi, cái đó là khuyết điểm á hả? Có ưu điểm gì không? Kể khuyết điểm hoài bên đàn gái chạy luôn á. Ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, em nấu cũng rất là ngon. Rồi, gì nữa?
Em chơi thể thao, cho cái môn gì em cũng biết nhưng mà không giỏi đâu. Không bộ đội thì những cái việc này rất là ok. Những vấn đề chỗ mà nó dơ là tao không chịu rồi đó. Trời ơi, bên đây tao làm thời trang, tao đẹp sạch sẽ thơm tho vậy, bên kia không tắm. Cũng ngộ thiệt. Hello. Chào anh. Chào em. Thần tượng anh Linh đó. Anh đây quầy nấu ăn tốt nè, công việc tốt, nhưng chỉ có băn khoăn chuyện không có tắm đó. Anh hỏi lo nè. Anh nói nếu mà chịu bấm nút cho em mà em về nhà em huấn luyện là chắc chắn anh sẽ tắm. Đơn giản anh không tắm là khỏi cho anh vô nhà ngủ, ra ngoài ngoài đường ngủ. Đó là cách đó hả? Ừ. Rồi. Mình làm theo kỷ luật quân đội luôn anh. Được, cũng được. Em có yêu ngay cái nhìn đầu tiên không? Em nhìn anh là em yêu ngay cái nhìn đầu tiên rồi đó. Cảm ơn em nha. Sao vậy? Ai biết. Tại vì anh cảm nhận thôi chứ tôi đâu cảm nhận được đâu. Bây giờ vậy đi, mình tham khảo ý kiến người thân đi. Bạn có đi với ai không? Có, em đi với anh họ cũng là bạn. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các quý vị khán giả. Thực ra thì em với Bin là cũng có họ hàng, nhưng mà vì đồng trang lứa cho nên chơi với nhau cũng thân. Em thấy bạn nữ xinh xắn, dễ thương, cũng khá cá tính. Có một cái điểm là hai bạn kết hợp chắc sẽ thuận lợi, đó là bạn nữ làm thiết kế thời trang cho nên chắc thiết kế được khá nhiều đồ, cho nên dù bên kia không tắm thì cũng vẫn có đồ mặc. Được. Em thấy là cặp đôi này cũng khá là thú vị. Dạ, cảm ơn. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn nữ mình có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đến em đi với là có hai đứa em họ, có chị dâu và dì của em nữa. Rồi, chào dì. Chào Cát Tường, chào Quyền Linh. Dạ, chào dì. Dì nhìn thấy, nhìn cái anh ở tắm đầu không tắm mình đó, bảo sao dì? Dì thấy là Biên cũng hợp với Nhung đó. Còn tắm đầu tắm mình thì cái đó như nó đùa thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Vậy mà có đó gì? Có thì về hai đứa tự sửa đổi với nhau thôi. Dạ. Còn em gái hay chị gái, chị dâu thấy sao? Em chào anh Huyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị dâu. Nhung thì rất là chung tình, nhưng mà chỉ cần một người nam chung tình nữa thôi là đạt tiêu chuẩn. Dạ. Còn em nhìn bên Bin á, thì trước tiên là cái vóc dáng là cũng tốt, và cái hình thức bên ngoài là đạt tiêu chuẩn. Cảm ơn chị, giờ chú không sao em. Bây giờ cho cả hai gặp mặt nhau đi. Rồi, nào, cảm ơn. Chúng ta có thời gian rất ngắn để nói chuyện với nhau. Dạ, chào, cảm ơn anh. Nãy giờ ngồi nói chuyện với nhau qua tấm rèm này, em cảm nhận về anh thế nào? Có đạt được một chút tiêu chuẩn gì của em? Em nghe thấy giọng nói của anh là em thấy là anh là được 9/10. Giọng anh rất là hiền và từ tốn, về nhà chắc là không ăn hiếp em. Hơn xui. Mong là hơn nhiều hơn xui. Rồi còn anh cảm nhận cô gái như thế nào? Em cảm nhận người đối diện em thì nói chung là cũng ngoài sức tưởng tượng của em đấy. Tức là xinh xắn hơn em nghĩ. Ổn rồi phải không? Ổn, mình tính tới chuyện hôn nhân luôn, được chị gả luôn cho. Quan điểm của em về hôn nhân thì hai người đến với nhau á, miễn sao mà yêu nhau thật lòng, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình, phải có trách nhiệm với gia đình. Còn em thì ngày nào em cũng coi chương trình của anh Quyền Linh mà, nên ngày nào em cũng sẽ cố gắng nấu cho anh một món ăn ngon. Đúng rồi. Cảm ơn em. Hy vọng em bấm nút. Bấm sao được, mình phải tỏ tình ta làm sao chứ. Bây giờ em nói một cái gì đó thật là tình cảm, tỏ tình, hoặc là em hát một bài hát. Hát thì em hát không được chị. Hát là mình em hát không được. Chứ hát mấy mình? Hát nhiều người thì em hát không kịp nên em... Em hát... Ủa là sao? Chị không hiểu. Hả? Hát một mình thì em hát không được, mà hát nhiều người thì em hát không kịp người ta, nên em không bao giờ em hát. Dạ em hát cho bạn gái em nghe, em tỏ tình với bạn gái em thôi, coi như mọi người xung quanh không, em tỏ tình thì không nhất thiết phải hát chị. Theo như... em làm gì em làm đi. Muốn làm gì em làm đi. Anh hy vọng là sau chương trình này anh với em sẽ có thời gian tìm hiểu thêm. Anh sẽ cố gắng làm một người đàn ông tốt theo như mong muốn của em. Em cho anh một cơ hội. Đó, tức là vậy. Bạn gái, không phải có một mình em là làm nhân chứng mà tất cả các khán giả đài ở đây đều làm nhân chứng, và đặc biệt là anh Quyền Linh và chị Cát Tường đều làm nhân chứng. Nếu mà anh có phản bội lời hứa thì lúc đó là con người anh sẽ ra sao thì em không biết. Được rồi, đó là nhắn bao đó. Nhiêu con người ở trong cái khán đài này làm chứng đó nha anh nha. Để tay nút bấm, chỉ có 3 tiếng đếm thôi, các bạn phải suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1. Hết thời gian. Wow. Chúc mừng. Bây giờ chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hãy nắm chặt tay nhau nào. Bây giờ hung cái kỷ niệm đi. Khó quá anh. Không có gì đâu, khó. Lâu nhiều quá anh ơi. Đó. Đó. Nói chi cho nhiều.
nãy giờ mới thấy những cái mạnh mẽ. Bộ đội mà. Gửi tặng hai bạn. Nói là làm liền. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng đến các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Làm một tuần bao nhiêu buổi? Dạ em làm nghỉ thứ bảy chủ nhật nhưng mà thỉnh thoảng em đi công tác. Mà em làm gì nãy vậy? Nghe không rõ. Dạ em đi mua hàng thủy sản để sang Nhật. Em có món thường không? Ốc hương á. Ốc hương à. Nhà anh Phương Trinh nước hương hả? Dạ đúng rồi. Thế anh nhà bán rộng. Mà bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào anh ở bên kia ạ. Em tên là Trân, hiện nay em 29 tuổi và đang là nhân viên cho một văn phòng đại diện của Nhật tại Thành phố Hồ Chí Minh. À, mình làm về cái gì trong văn phòng đó? Dạ em là nhân viên kinh doanh nhưng mà kim luôn quản lý chất lượng. Wow. Dạ. Mình quê ở đâu? Dạ em quê ở Bình Định vậy. Rồi mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Đức Quốc, năm nay 30 tuổi và quê là ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Nhưng làm nghề gì bạn? Dạ làm bên mảng pháp lý của một công ty kiểm toán. Lý do tại sao bạn đến đây, bạn trai? Dạ do em ế. Tại sao ế? Em cũng có qua là hai mối tình, chia tay khoảng hơn một năm rồi. Tại mình hay tại ai? Tại lý do gì? Do những vấn đề trục trặc giữa hai bên mà nhiều lúc đẩy nó đi xa quá là không níu kéo lại được. Bây giờ hỏi bạn nữ rồi, nè. Qua bạn gái đi. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua hai mối tình thời sinh viên. Dạ, nhưng mà có thể là do còn trẻ với lại là chưa có đồng quan điểm và nhiều thứ không hợp nhau nên cũng... Cả hai mối tình thời sinh viên hết có nghĩa là sau này một khoảng thời gian dài mình không có mối tình nào? Dạ cũng có tìm hiểu bạn này bạn kia nhưng mà thực sự gọi là chưa chính thức quen. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm của em là em hơi nóng tính một tí. Em cố em nhịn dữ lắm nhưng mà chập em cũng buông ra. Nhưng mà sau đó rồi có thể là em sẽ nhìn lại thì thấy nếu mà mình sai thì mình xin lỗi. Nói xin lỗi rất là khó, mình nói được xin lỗi là mình đã tốt quá rồi, đâu có gì đâu, không sao hết á. Không biết bên kia bạn trai mình có ưu điểm khuyết điểm gì không ha? Em có nghiên cứu và tổng hợp 210 mấy số của bạn muốn hẹn hò thì thấy các bạn nữ là không có thích những người như là hói, hút thuốc lá và gia trưởng. Cái đó thì em có. Ê, cái đó thì em không có. Tổng hợp 200 mấy số luôn ha. Thì cái về vấn đề ca hát á, em dở lắm. Vô karaoke em toàn ngủ mà. Ai hát thì hát luôn, em ngủ. Em giỏi chứ, ta hát vậy mà em ngủ được cũng giỏi chứ. Rồi gì nữa? Nhiều lúc là hay quên. Em mà suy nghĩ chuyện gì á là tự nhiên em quên mất là mình đang lái xe. Thôi, lúc lái xe lái em cho em còn lái xe nữa. Nguy hiểm quá. Không, chuyện nào mà nó quan trọng cần suy nghĩ á. Dạ chị. Có làm sao không? Dạ không vậy, lúc đó là đi chạm hả chị? Cái này không có được nha. Mai mốt có suy nghĩ gì tấp vô lề suy nghĩ giùm tôi cái nha. Cái đó là mình tâm hơi tâm hất quá, mình bỏ nguy hiểm đến tính mạng không có nên. Dạ hết rồi chị. Rồi mà bây giờ thích cái mẫu người bạn gái thì sao? Hiền lành, biết quan tâm gia đình. Đừng có sống ảo chị. Sống ảo là sao? Dạ bây giờ thì cứ lên Facebook một ngày đăng mấy tin rồi cảm xúc đang cảm thấy muốn gì đó. Mệt lắm vậy. Cảm thấy muốn đi chơi, cảm thấy muốn đi biển, muốn gì nó đại với em đi ha. Dạ. Bây giờ không thích cái gì hả bạn nữ? Chi ly tính toán quá. Trời đàn bà giữ hòm chìa khóa trong nhà mà không tính toán rồi sao còn của? Thì có chuyện gì tính thì được, chứ ra chợ mua rau cá rồi. Phải trả giá chứ. Tính 1-2 ngàn rồi chi ly quá cũng được. Ủa vậy hả? Rồi mai mốt tiền tài chính trong nhà tiền ai lo, ai giữ tiền? Dạ thôi nữ lo anh chị, tại em thoáng lắm. Ừ chứ em lo chắc không còn gì quá à. Rồi bây giờ đi làm 10 đồng thì về đưa vợ mấy đồng? Thôi đưa 8 anh chị, còn 2 cà phê với lại... Rồi, chuyện nào tiến tới hôn nhân được? Thôi lúc nào cũng được chị. Có chuẩn bị gì chưa? À, em thì có căn hộ ở thành phố rồi. À, vậy được mà chưa lấy sổ hồng. Thôi được rồi, miễn có được rồi. Ngắn gọn thôi. Chị Tường chỉ quan tâm đến nhà cửa có nhà lắm. Rồi em. Có nhà thì mới yên tâm ha. Anh thì quan tâm tới khát vọng và ước mơ thôi. Nào. Em chào anh. Chào cô gái. Dạ. Em phải thực tế chứ. Yêu cầu một người như thế nào? Em thích một bạn cao ráo, nhìn sáng sủa với lại nhìn mặt không có gian gian điệu điệu. Anh này nhìn không có gian cũng không có điệu luôn. Dạ. Nhìn cũng sáng sủa lắm, nhìn cũng đôi khi tối sủa nữa. Với lại là em cũng không thích con trai vũ phu. Ví dụ như đánh con phụ nữ hay là nói chuyện với phụ nữ mà cứ cố tranh phần hơn hay là sao đó. Vũ phu thì không được rồi. Rồi sao nữa, yêu cầu gì nữa? Dạ, nói chung là em thích một bạn nam nhiệt tình với những người xung quanh và biết quan tâm đến người khác. Anh kiểm tra xem sao nha. Hỏi cái vũ phu giùm em nha. À, rồi. Không dạ. Này chắc vũ phu không nổi đâu. Có vũ phu không? Không anh. Vũ nữ. Không. Rồi, hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không bạn? Dạ em có em họ với lại là bạn thân của em ạ. Rồi, em họ với bạn thân đâu ạ? Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, chào bạn. Kính chào quý vị khán giả. Thì em là em họ của chị Trân. Nãy giờ theo dõi cuộc trò chuyện của anh chị thì em nhận thấy rằng ở anh có một cái sự chững chạc, điềm đạm. Nói chung là anh rất là chỉnh chu. Em cũng chia sẻ thêm với anh á là
Chị Trân của em là người rất là nhiệt tình, rất chung thủy, rất là biết lo lắng quán xuyến cho gia đình. Mà thật sự là một người phụ nữ của gia đình. Em rồi, xin cảm ơn em. Hôm nay em có đi với ai không? Em có đi với em họ, em ruột, 4 người bạn và 11 người đồng nghiệp. Coi như hết ở dưới khán đài luôn. Nguyên đó. Fan club này luôn. Trời ơi đông quá. Rồi bây giờ ai đại diện nè? Em ruột trước đi. Dạ em chào Quỳnh Linh, chị Cát Tường và khán giả trong khán phòng ạ. Em chào chị luôn ạ. Theo em nhận xét thì chị thì em cảm thấy ok, chị hiền được. Còn bây giờ em cảm thấy thì anh chị có cho nhau một cơ hội đi. Anh em cũng lớn rồi, chắc chúng quay năm sau nếu được thì hai anh chị tiến tới luôn. Đúng rồi, chị cũng mong vậy lắm á. Dạ rồi. Xong. Thôi. Bây giờ tham khảo hai bên xong rồi, mình kéo màn gặp nhau nha. Nào. Em chào anh ạ. Anh. Dạ, em cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh. Gì tặng quà, ta chưa nói năng chứ, quay lưng lui trời, thiệt chứ. Nghe chị. Dạ, cuốn sách này thì em cũng chưa có đọc. Em tặng anh ấy, nhưng mà anh đọc rồi thì anh có thể cho em mượn đọc lại. Rồi, anh cũng nói đi, anh tặng hoa đi, rồi khi nào em xài, khi nào héo em gửi lại anh. Rồi khi nào khô nó để lại, rồi em cất trong nhà làm kỷ niệm cho tới già luôn. Mình lấy ra mình nói nhớ ngày đầu gặp gỡ, bó hoa này anh tặng em đó, nó ý nghĩa lắm chứ bộ, đúng không? Thôi bây giờ hai người chúng ta sẽ cùng trao đổi để xem không tim đập mạnh hay không. Bắt đầu. Ai nói không? Trời ơi, xíu anh đúng không? Chứ trước khi nói giờ mới thấy, nãy giờ không thấy. Ngày xưa có một chuyện tình, cổ ghi ra trong này rõ luôn, bạn muốn hẹn hò, cô tiêu chuẩn luôn, ngoại hình cao ráo dễ nhìn, cô để cô viết ra cái list sẵn luôn. Giờ bây giờ em nhìn cái list này nè, em đọc rồi em nhìn ảnh coi có trúng chưa. Đúng rồi đó, thằng cọc bao đêm viết ra được thì phải bỏ vốn thì phải không. Cái này cho em giải thích đọc đi. Không phải cái này em giải thích chút xíu, tại vì cái tính em nó hay quên. Em làm việc với sếp Nhật thì lúc nào cũng phải có không sao không sao ghi. Anh thử đọc coi giống anh không. Cái này là thực ra nó là quà tặng kèm với cuốn sách đó, nhưng mà em tặng đi. Vậy là dạ sau này anh không giống gì trong suy nghĩ của em rồi đúng không, nên em giấu luôn đúng không. Dạ, nếu sau này em với anh đến được với nhau thì anh đọc sau đi. Còn bây giờ anh cứ để một phần là bí mật, chắc trong kia yêu cầu cao lắm hay sao. Thôi hai người tâm sự đi. Dạ hồi trước tại vì em hay coi phim Hàn Quốc cho nên em hơi thích con trai cái kiểu giống như mấy oppa bên Hàn Quốc kia, mà nhìn anh như vậy là em thấy cũng ok rồi. Với lại là em đặc biệt là thích con trai mặc quần tây áo sơ mi trắng. Wow. Không biết là hôm nay là mọi người trong văn phòng của anh là cùng nhau nghỉ làm để đi đến đây hay là sao? Anh vụ nghỉ hết á. Nhớ mặc bộ đồ đựng thai luôn nha. Em cảm nhận về bạn gái thế nào? Xinh. Tươi. Bình thường nó gọi là tươi mà không cần tưới luôn á. Không, nó là dễ thương. Vậy hết rồi. Dạ. Rồi nếu mà hẹn hò nhau thì mình như thế nào? Thường em làm một tuần bao nhiêu buổi? Dạ em làm nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhưng mà thỉnh thoảng thì em đi công tác. Mà em làm gì nãy ta? Anh nghe không rõ. Dạ em đi mua hàng thủy sản để xuất sang Nhật. Em có mua ốc hương không? Ốc hương á? Ốc hương à. Nhà anh bên trên nuôi ốc hương hả? À, đúng rồi, anh nuôi. Thế anh nhà bán hết rồi. Không? À. Em chủ yếu là em coi bên tôm với lại hàng giá trị gia tăng, là những cái mặt hàng kiểu tempura mấy con mà. Tôm à? Dạ, tôm nhanh cũng được. Thôi vô con người đi, trời ơi. Tình yêu còn móc mối làm ăn hả? Em hỏi nghề, dính nghề. Trời ơi, chỗ này phải móc mối làm ăn. Nhưng mà tại vì em mua là em mua qua nhà máy chứ em không mua nguyên liệu. Không có mua đâu chứ không? Mua anh rẻ không? Đây không chỗ phải chỗ bắt ốc. Bắt đầu nói chuyện tình yêu. Lợi dụng diễn đàn mua bán. Dạ em cũng thích ăn ốc lắm anh. Thôi mình nói chuyện hẹn hò nhau lần đầu ở đâu đi. Thôi chuyện nó bỏ qua đi. Dạ. Nếu như mà tình cảm mà đã chín mùi mà đi đến hôn nhân được thì lúc nào cũng được. Dạ. Tại gia đình em thì cũng, gia đình anh thì cũng dễ. Dạ. Còn em thì sao? Dạ em thấy là em cũng đủ sẵn sàng để mà lập gia đình. Khoảng mấy năm? Dạ bây giờ là em thấy em cũng có thể là trở thành người phụ nữ của gia đình được rồi. Ra được rồi hả? Đó luôn hả? Cái cuốn này mai mốt anh có đọc được hay không là ăn thua, giờ có bấm nút hay không đó. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Suy nghĩ cho suy kỹ nha. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Hết thời gian.
Rồi, mời bạn. Sao bạn nào không bấm bạn? Như là cái nhìn đầu tiên chưa có rung động lắm. Cho nên như cảm nhận của em tình yêu mà đó. Đôi khi nó cũng có thể là chưa rung động thì chưa bấm được. Một cô gái rất dễ thương, thông minh, ha, giỏi nữa. Anh nghĩ rằng bạn đã mất một cơ hội rồi đấy. Cảm giác như thế nào? Em và anh gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên rồi. Còn việc tiến đến hay không thì cái đó là do duyên số hết. Nên tôn trọng ý kiến của nhau. Yên tâm đi bạn. Trên sóng truyền hình sẽ có hàng ngàn người bấm nút để chọn bạn nữ nha. Rồi, chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của riêng mình. Đây là quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cuối năm nay được luôn á hả? Ủa, mình chuẩn bị mọi thứ đi đám cưới chưa? Dạ, chuẩn bị đủ hết rồi, kiểu cô dâu thôi. Ghê vậy á? Có làm dâu không? À, giờ tại vì em nhà có một mình, một chị, một em nữa. Hiện tại có hai người đó đều lập gia đình hết rồi. Nên về chắc phải làm dâu. Em có ngại làm dâu gì không? À, dạ không chị. Nấu ăn là được mà đúng không? Tốt mà, mình ở một mình tự lo hết đúng không? Coi đến qua coi bên kia thế nào nha, anh coi cho em. À, rồi em, không thích tật xấu gì của ông xã mình? Dạ em không thích một mình chi ly ạ. Chi ly tôi tính toán cho gia đình mà. Mẹ ông là phải sống thoáng một chút xíu. Thoáng quá tao lấy tiền nhà mà cho người khác hay sao? Lúc đó anh, chồng muốn em cái gì thì bắt buộc cũng phải hỏi em. Ý em cũng vậy chứ không có được tự quyết một mình. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình trước. Dạ em chào chị Cát Tường và em chào anh Quyền Linh và chào bạn chơi. Và tất cả khán giả, em tên là Bảo Trân. Em năm nay 28 tuổi, quê ở Bình Định. Và hiện đang công tác tại công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào quý vị các khán giả. Xin chào bạn gái bên kia. Em tên là Cường, hôm nay em 30 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng cho công ty bột mì CJSC toàn cầu. Em làm nhân viên kiểm soát hệ thống chất lượng. Kiểm soát hệ thống chất lượng. Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi bạn? Em mối tình chính thức của em thì em trải qua 2 mối tình. Sau khi ra trường thì em có quen, khi đi làm em có quen bạn gái công ty. Quen một năm thì cũng muốn tiến tới hôn nhân, nhưng mà tại vì gia đình kia thì xem thì thấy không hợp hết đó. Xung khắc á. Thì coi bói hả? Dạ. Rồi. Ủa quê anh ở đâu anh? À, dạ quê em Lâm Đồng chị, tại em đang làm việc ở Vũng Tàu chị ơi. Vũng Tàu? Rồi vậy là mai mốt mỗi tuần về thăm bạn gái đúng không? Dạ, à. Tuần nào cũng về như này chị. Rồi, bạn mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu đi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em thì điểm mạnh là có thể nấu ăn được. Nhưng mà điểm yếu của em cũng là chính là em lười dọn dẹp nhà cửa lắm. Rồi bình thường em hiện giờ em ở với ai? Dạ em sống một mình. Rồi ai dọn nhà? Dạ em dọn. Bao lâu mới dọn một lần? Dạ nói chung á thì nói thì em lười, nhưng mà khi em đi làm mệt về á, nhiều khi em lười em bỏ hết á rồi em nghỉ ngơi xong rồi hồi khỏe lại rồi thì bắt đầu em dọn. Vậy, em cũng đâu có sao, chị đi làm về mệt thì mình phải nghỉ ngơi trước, sức khỏe là quan trọng nhất. Nào mình rảnh rỗi thì mình dọn. Tưởng đâu không dọn luôn kìa mới ghê chứ. Cái bản tính của em là khá là cá tính và rất là độc lập trong tất cả mọi việc. Nói chung là rất là cá tính nên là mấy bạn nam thì cũng hơi sợ. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì là 2 mối tình ạ. Ừ, mà mối tình cuối cùng là mình chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ 3 năm rồi chị. 3 năm nay là không ai đeo đuổi hết? Dạ cũng có nhiều lắm chị. Em có rất là nhiều bạn nam. Nhóm em 10 người, có mình em nữ, còn lại là 9 anh. Vậy mà không quen anh nào không trọng hết trơn? Dạ không. Ai cũng coi em là em gái. Bạn trai, nếu mai mốt mình có bạn gái, mình có người yêu mà xung quanh cô ta toàn là bạn trai không thì anh cảm thấy như thế nào? Chứng minh mình có đủ bản lĩnh để giữ bạn gái của mình thôi. Còn vấn đề kia nhiều bạn thì càng tốt càng vui chị. Anh có ghen không? Cũng con trai ai cũng phải ghen, nếu yêu thì cũng ai cũng ghen, nghĩ vậy. Giờ anh muốn đi tìm người yêu thế nào? Muốn tìm bạn lứa 4 năm trở lên là được. Về tính cách thì thật hiền lành, thật thà. Nếu người mà gốc miền Bắc thì tốt, tại vì em cũng người gốc miền Bắc. Bạn gái mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn bạn trai của em là chung thủy là hàng đầu. Về ngoại hình mình có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình là người như thế nào không? À, dạ không ạ, dễ nhìn là được rồi chị. Với lại em thích đàn ông có bụng bụng một tí xíu. Gì kỳ vậy? Chứ vậy? Em thích là bạn trai có bụng bự. Coi có bụng không nha. Bạn trai không biết có bụng không chứ còn anh Linh là có bụng rồi đó. Dạ. À, chị có tưởng. Trời ơi bụng bự dữ. Nhậu dữ lắm sao bụng bự dữ vậy? Không biết nhậu, không biết hút thuốc luôn chị. Không biết hút thuốc luôn. Nhậu thì xã giao thì mình chỉ uống xíu xíu thôi. Mình có chi ly tính toán không? Không, em rất thoải mái trong chuyện chi tiêu. Mà mốt lấy vợ về tiền bạc ai giữ? Vợ giữ. Mình có cái tật xấu gì không bạn? Thẳng tính quá, nhiều khi mất lòng người khác. Mà nãy nghe kể về mấy mối tình sao nghe giọng trầm mà buồn quá vậy? Còn nhớ mối tình cũ hay sao vậy? Dạ không chị, chắc hơi căng thẳng nghe nói vậy chị ạ. Coi như là chấm dứt, bây giờ bao lâu tiến tới hôn nhân được nè? Càng sớm càng tốt, tùy mình hiểu nhau thì mình sẽ tới hôn nhân thôi chị. Tại cuối năm nay thì càng tốt, khoảng qua năm cũng được. Cuối năm nay được luôn á hả? Ủa mình chuẩn bị mọi thứ đi đám cưới chưa? Dạ chuẩn bị đủ hết rồi chị, thì thiếu cô dâu thôi. Ghê vậy á, có làm dâu không? Về tại vì em nhà em có một mình, một chị một em nữa. Hiện tại có hai người đó đều lập gia đình hết rồi.
em về chắc phải làm dâu. Em có ngại làm dâu gì không? Dạ không chị. Nấu ăn rồi được mà đúng không? Dạ. Tốt mà, mình ở một mình tự lo hết đúng không? Coi đến qua anh coi bên kia thế nào nha. Dạ, anh coi chung em. À, chào em. Không thích tật xấu gì của ông xã mình? Dạ em không thích một người chi ly ạ. Chi ly tôi tính toán cho gia đình mà. Đàn ông là phải sống thoáng một chút xíu. Thoáng quá tao lấy tiền nhà mà cho người khác hết làm sao? Đâu có anh. Chồng muốn làm cái gì thì bắt buộc cũng phải hỏi em. Ý em, em cũng vậy chứ không có được tự quyết một mình. Cũng thoáng ha. Có nhiều người vợ bắt chồng phải chi ly, phải tính toán để tích lũy. Em nghĩ là một người đàn ông á là không nên quá chi ly, phải có giao tiếp ở bên ngoài xã hội. Nên là nếu mà chi ly quá thì nhìn kỳ lắm. Đúng rồi. Còn yêu cầu gì nữa không? Bạn trai em có bụng bự. Bụng bự làm gì? Làm gì? Ôm sướng lắm. Ôm sướng đúng không? Vậy có mấy cô nói không thích đàn ông bụng bự. Bụng bự có giá cũng bụng bự chứ đúng không? Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không em? Dạ có chị và em đồng nghiệp của em ạ. Xin chào anh chị ạ. Chào, chào các khán giả. Nãy giờ theo dõi thì em cũng thấy là anh bên này cũng hiền, dễ thương nữa. Và cũng có vẻ chín chắn. Thấy cái bụng ảnh đủ bự chưa? Bên đây thích bụng bự. Em nghĩ là nếu mà về mà quen chắc chị Trân cũng phải tầm bổ thêm chút xíu nữa đủ chuẩn. Theo quan điểm của em thì thấy cũng khá ổn á. Có thể có cho nhau thời gian để tìm hiểu. Đối với em một người phụ nữ như chị Trân thì ok, rất tốt. Rồi cảm ơn bạn. Rồi bạn trai mình có đi với ai không bạn? Dạ em có đi cùng với bạn em và em gái ruột của em. Dạ em chào anh Quyến Linh và chị Cát Tường. Em nhận xét về chị này như thế nào? Rất dễ thương ạ. Dạ cảm ơn. Nói chuyện rất thoải mái hòa đồng ạ. Anh bệnh, anh có cái tật xấu nào anh giấu không? Rất tốt ạ. Nói chung là sống nhiệt tình, yêu thương chị em trong gia đình. Anh ruột em à? Dạ em ruột. Rồi bây giờ ở nhà là đã hối thúc ảnh lấy lập gia đình cho em, lấy vợ cho em. Ba mẹ em cũng nói nhiều nhưng mà cũng tùy thuộc anh nữa. Ba mẹ em rất dễ ạ. Hiền anh ạ. Vậy là thấy chỉ là làm dâu là được đúng không? Dạ được ạ. Vậy là được rồi ha. Rồi cảm ơn em. Rồi hai bên là được rồi đó. Bây giờ ăn thua hai bạn gặp nhau thôi. Cho kéo màn lên anh Linh ơi. Rồi cho hai người gặp nhau. Hai bạn quyết định nha. Rồi. Rồi gặp đi em. Cái chương trình cũng quà thôi. Dạ, gặp mặt đầu tiên thì em cũng có món quà từ cơ quan gửi anh. Rồi cảm ơn em. Em thấy anh sao? Thời gian mình tìm hiểu mà mình cảm thấy hợp thì tiến tới thôi, chứ còn em cũng không có đưa ra là mỗi người lý tưởng như thế nào. Em có quan điểm thế nào về tình yêu và hôn nhân? Đối với em á, khi yêu thì phải yêu hết lòng và phải chung thủy, có gì cũng phải trao đổi với nhau. Nhưng mà em tính em thì đó là cá tính, em giận là em nói liền à. Chứ đừng có để trong lòng. Yên tâm, anh là thằng tính anh cũng giống em mà, nói hết cái gì những gì muốn nói xong rồi thôi, không giận gì hết. Anh có hay đi du lịch không anh? Nói chung là có dịp là mình sẽ đi. Dạ tại vì em rất là thích đi du lịch, em cũng thích đi phượt nữa. Chung là mình hay xe nên ra mình hay đi, cũng thích đi phượt hơn. Bây giờ mình hẹn hò sao nè, mỗi dạ. Người ở vùng cũng hơi xa nhau nè. Anh cuối tuần thì cũng hay về thành phố Hồ Chí Minh chơi lắm, cuối tuần thì có thể gặp nhau. Rồi giờ kế hoạch đám cưới thì sao, con cái thì sao? Đám cưới thì với em trao đổi rồi thì nếu chủ yếu là mình hiểu nhau thôi, khi mình hiểu mình đồng ý thì thời gian thì nó không quan trọng lắm. Còn thì con thì anh thì tôn trọng bạn nữ thôi, nhiều cũng được hết. Em cũng tính là lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh có nghĩ là đòi hỏi là về quê sống không? Không, anh thì anh cũng tính lập nghiệp ở mấy thành phố lớn này thôi. Chủ yếu là người bạn đời mình chọn đâu thì mình có thể cũng chọn ở đó luôn. Rồi, cảm nhận về nhau ở lần đầu tiên gặp nhau, một cái gì đó tỏ tình để mà chúng ta quyết định bấm nút. Thì em dễ thương, thật thà và thẳng thắn. Chắc mình cho tao thêm nhiều cơ hội để tìm hiểu thêm. Anh có thể hát tặng em một xíu không? Rồi, được luôn. Lần đầu ta gặp nhỏ trong phim trường lời đây, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Bạn gái cảm nhận như thế nào? Em thấy anh thì cũng dễ thương, cũng thẳng thắn và thật cũng nhiệt tình. Thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu. Rồi. Bà tiến đến để quyết định, mời bạn để tay vào nút bấm. Suy nghĩ thật kỹ và quyết định nhé. 1 2
Rồi chúc mừng các bạn nha. Đây là những chiếc vé xem phim. Chúc hai bạn xem phim thật vui và tìm hiểu kỹ nhau hơn. Nào chúng ta nắm tay để kỷ niệm ngày gặp mặt đầu tiên nào. Rồi tắm tay thật chặt nha. Đây là quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ cảm ơn chương trình. Và của bạn nhanh nhẹ rút gọn, mình đỡ tốn thời gian tìm hiểu, dành thời gian yêu thương luôn cho nó xây dựng gia đình, mau làm giàu. Ổn định mà làm giàu đúng rồi. Đúng rồi. Có cái lịch có thể em bạn trai hỏi có thể mình về quê thăm quê bạn gái được hay không? Hỏi đi. Thế khi nào có thể ra mắt được hai bên gia đình? Gấp lắm rồi, 4 năm rồi. Thì em nghĩ là khi nào mình có thể tìm hiểu với nhau. Anh thấy lúc nào cũng sẵn lòng hết á. Anh chỉ điện thoại mẹ ơi con có người yêu rồi là ừ mình dẫn về ngay đi ra mắt là cưới liền. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Rồi, em tên bạn. Là Nguyễn Thanh Tùng, em đến từ Lâm Đồng. Năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang làm quản lý của bên nhãn hàng Physiolux. Rồi, bạn gái giới thiệu. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Chào bạn nam bên kia ạ. Em tên là Thu Hiền, năm nay em 24 tuổi, em đến từ Quảng Bình. Hiện em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em làm công việc gì? Dạ, em là nhân viên y tế. Nhân viên y tế, cụ thể là bạn làm gì bạn? Dạ, em làm ở khoa xét nghiệm anh. À, xét nghiệm lấy máu rồi đó hả? Dạ. Bạn trai nói chút xíu cụ thể về cái việc của mình. Quản lý khoảng bao nhiêu nhân viên? Dạ em hiện tại đang quản lý 60 nhân viên. 60 nhân viên? Không lẽ 60 người đó mà không tìm được người nào có thể hợp với mình hay sao? Quan điểm của em nó rất rõ ràng là không bao giờ em yêu nhân viên của mình. Không lẽ trong công ty đó nhiều người khác hay là xung quanh bạn bè của nhân viên đó không có ai hợp với mình hay sao? Tại vì nhiều khi em đi làm nhiều á, cái mảng thời gian của em làm nó thất thường lắm. Đa số là từ 4 giờ chiều đến 8 giờ tối thì em đều chạy đi kiểm tra các bạn nhân viên bán hàng. Thì thành ra nhiều lúc cũng không có thời gian để hẹn hò nhiều. Vì quá nhiều thời gian kiểm tra, không có thời gian đi đến tình yêu. Đó là lý do ế. Bạn nữ thì sao? Tại sao mình lại chưa tìm được bạn trai? Chỗ em làm là nhân viên là nữ không ạ. Nhưng mà trước giờ mình trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ em trải qua một mối tình ạ. Chia tay bao lâu rồi em? Dạ, hơn một năm rồi chị. Hơn một năm rồi. Quan điểm em như thế nào về tình yêu mà bất đồng quan điểm? Để mình rút ra cái kinh nghiệm, mình tìm cái bạn trai kế tiếp. Em muốn gì ở người yêu của mình? Em muốn người đó là phải biết quan tâm chia sẻ hay là biết đối nhân xử thế. Rồi bạn nam đó phải lớn tuổi hơn em thì có thể che chở cho em được. Em muốn lớn hơn cỡ bao nhiêu? Chứ được cũng được 4 tuổi á chị. Bên đó 26 phải không em? Dạ đúng rồi. Bên đây 24, hơn lớn hơn 2 thôi. 2 tuổi rồi. Được rồi. Đưa ra rất là dễ. Anh này ảnh có thể quản lý 60 nhân viên, che chở cho 60 nhân viên. Một mình em ăn thua gì? Được không em? Dạ. Rồi bạn muốn gì nữa không? Nói tiếp đi cho bạn trai bên kia nghe luôn. Em muốn là bạn nam đó là cao hơn em, trên 1m7 thì được. Cao gấp đôi luôn. Em cao bao nhiêu? Bên này cao lắm à. Dạ em cao 1m81 chị ơi. Mấy? 81. Ủa dữ vậy hả? Sợ hồi cao thì mình nói chiều cao đủ rồi. Mập ốm. Em thích người không có ốm lắm chị. Rồi thường thường mấy người cao là hay ốm nhóm nhắc à. Tại có nhiều vô chiều cao hết trơn trời à. Có bạn trai? Dạ đúng rồi chị ạ. Ủa vậy luôn hả? Nó chơi dạ. Đúng thiệt luôn vậy hả? Người tôi giống thầy bói quá. Vậy bạn trai bên đó có đặt ra tiêu chuẩn bạn gái như thế nào không? Mẫu bạn gái của em thì nói chung là hiền lành, biết tự lập và biết đối nhân xử thế, nói chung là lễ phép với mọi người. Và nói chung là cao 1m6 trở lên là được. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m6 chị. 1m6? Dạ. Rồi hai người đưa ra chuẩn sao y chang nhau vậy ta? Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Còn nhược điểm của em thì gặp nhiều người em hơi bị run. Như hiện giờ là đang có run đúng không? Dạ. Có tật xấu gì không? Em thì em không có tật xấu. Rồi tốt quá người, không có tật xấu gì hết trơn á. Bạn trai, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em thì 3 mối tình học sinh. 3 mối tình hả? Mối tình dài nhất bao lâu? Mối tình dài nhất của em là lớp 11 đến hết năm lớp 12. Khi em xuống đại học thì bắt đầu bọn em chia tay rồi. Vậy đã lâu rồi mình đã không hả? Vâng ạ. Chào bà Mai cái đi. Em chào chị Cát Tường. Ủa này 1m81 hả? Dạ vâng chị. Có ăn gian không? Dạ, không đó. Đâu đâu đứng, đứng lên coi thử coi. Đứng lên chị không nhìn được em đâu. Ủa đứng lên chị không nhìn được em đâu. Đúng rồi. Được không chị? Cũng được. Vâng cũng được thôi. Đúng rồi. Nên là vẫn còn ế chị. Không có bao lúc đồng tiền duyên mà. Rồi ngồi xuống đi cưng. Mình có không thích cái gì ở người phụ nữ không? Nói chung là người phụ nữ mà cảm thấy lúc nào cũng đúng á chị ạ. Là em cảm thấy hơi sợ đấy. Là cái gì cũng cảm thấy quyết định một mình ấy. Cái gì cũng đúng hết trơn á. Cái gì bà cũng nói đúng hết trơn, phải sợ chứ. Mà nếu người phụ nữ cái gì cũng sai hết thì sao? Còn sợ hơn. Cái này còn sợ hơn nữa chị. Rồi bây giờ mình có đặt ra cái tiêu chí khi nào mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ em thì có thể là năm sau. Còn nếu mà bạn nữ muốn nhanh hơn thì cũng có thể luôn. Dễ quá vậy? Vâng ạ. Ế quá hả? Ế quá rồi, giờ muốn nhanh thôi. Gia đình ủng hộ không? Dạ có. Bố mẹ em cứ giục em cưới suốt mà giờ em chưa kiếm được người nào để cưới hết chị.
Rồi có chuẩn bị gì để cưới chưa? Dạ có, chuẩn bị hết rồi chị ơi. Hả? 50 mâm rồi chị ạ. 50 mâm? Vâng. Ôi ghê ha. Chị làm em ngại quá chị ơi. Được, cũng có duyên. Có má lúng đồng tiền, mấy người có má lúng đồng tiền là đẹp rồi. Đúng quá. Ủa tôi nói đúng mà. Chào em. Mấy người có lúng đồng tiền là đẹp, nhưng người nào có hai lúng đồng tiền xem lại. Rồi bây giờ thí dụ bên kia ảnh đồng ý hết, em cũng ok hết mọi thứ thì khoảng bao lâu chúng ta tiến tới hôn nhân được? Thì em nghĩ là khoảng một năm, hai năm. Anh nãy nói là ba mẹ hối lắm rồi đó. 6 tháng sau đến năm sau được không? Dạ nếu mà tụi em có thể tìm hiểu được, có thể tiến tới được thì... Thì được ha. Dạ. Cảm ơn em. Được rồi đó, nãy giờ anh thấy bên kia cũng dễ thương lắm. Có cái đồng điếu đồng tiền chứ không phải hai cái đồng tiền như ai kia. Bây giờ mình có đi với người thân không em? Dạ có, em đi với chị nghe hay, chị đồng nghiệp và bạn thân ạ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn trai, chào quý vị khán giả. Em là chị gái của Hiên ạ. Nãy em gái nói em gái không có khuyết điểm gì hết trơn á, chị thấy sao? Chắc là không có. Trời ơi xuất sắc, hai chị em xuất sắc ghê. Rồi vậy nãy giờ em nhìn thấy anh bên kia là em nhận xét ảnh như thế nào? Thấy có hợp nhãn với em gái mình không? Duyệt chưa? Dạ chị thì chị duyệt, tại em thấy anh này ngoại hình cũng được, cách nói chuyện cũng được. Chị duyệt là được rồi, chị cảm ơn em. Bạn trai, bạn đi với ai? Dạ em đi với sếp, với hai đồng nghiệp của em ạ. Rồi hỏi ý kiến sếp trước đi. Dạ xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và bạn Hiền. Mình mới làm việc với Tùng cũng được 2 năm nay rồi. Dạ. Còn bạn Hiền nói năng thì nhỏ nhẹ, rất là xinh đẹp. Dạ cảm ơn anh. Còn việc mà quyết định hay không á, tí nữa là Tùng sẽ quyết định. Dạ, xin hết. Rồi, ngắn gọn, xúc tích hết á. Nói chung là hợp. Bây giờ hai bạn coi có hợp hay không thôi. Người thân này hợp hết rồi đó. Kéo màn lên đi. Rồi, các bạn gặp nhau đi. Cảm ơn anh. Em xin hơn anh nhỉ. Dạ, cảm ơn anh ạ. Ừ, hiện tại đang ở Bình Dương à? Em đang ở huyện Thuận An ạ. Vậy là gần anh rồi đó. Gần anh ạ. Anh ở ngay quận 12, chạy xuống đó chắc cũng 15 phút ạ. Bạn gái ưng lắm không? Bây giờ bạn gái đòi tới 2 năm nữa mới chịu đám cưới. Vậy mình thuyết phục cơ, ví dụ cưới sớm hơn chút được không? Một năm bạn gái chịu không? Để 50 bàn kia để hoài đồ ăn nó thiêu rồi. Thế giả sử như bây giờ mình quen nhau rồi, mình hơn năm cưới được không? Nếu mà mình quen nhau mà có thể tìm hiểu nhau được á, tính tình của anh với em có thể hợp nhau á, thì mình có thể... Cưới nhanh để rút gọn, mình đỡ tốn thời gian tìm hiểu, dành thời gian đó yêu thương luôn cho nó, xây dựng gia đình, mau làm giàu. Rồi, ổn định mau làm giàu đúng rồi. Bây giờ mình tính có cái lịch, có thể em bạn trai hỏi có thể mình đi về quê thăm quê bạn gái được hay không? Hỏi đi. Thế khi nào có thể ra mắt được hai bên gia đình nhé? Gấp lắm rồi, muốn lắm rồi. Thì em nghĩ là khi nào mình có thể tìm hiểu với nhau. Anh thì lúc nào cũng sẵn lòng hết á. Anh chỉ điện thoại mẹ ơi con có người yêu rồi là ừ mình dẫn về ngay đây ra mắt là cưới liền. Hết thời gian luôn. Bây giờ sẵn có chị gái ngồi đây, bạn hãy nói gì để cho chị gái tin vào tình yêu của bạn đối với em gái của chị ấy? Em hy vọng là chị sẽ giúp em để cho bạn Hiền sẽ về với gia đình của em. Rồi, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ, quyết định tương lai hạnh phúc của mình. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Mời bạn. Em bấm rồi mà nó không lên. Em bấm rồi mà nó không lên. Bấm đi em. Nó lên chậm. Hai bạn rất dễ thương, hình như là hai gương mặt giống giống nhau. Xứng đôi ghê luôn nè. Vợ chồng đẻ con cao lắm nè. Nắm tay nhau đi. Đây là duyên phận đó, hai bạn nắm tay với bạn. Thế để tay xuống đây anh nắm cho. Trời đưa tay nắm cho. Cái này đưa đây anh hùng cho. Có gương mặt phu thê thì phải. Đều đưa cái má đi anh hùng cho. Cái này là năm không đồng hôn đâu. Thật ngại lắm. Hồng đó là quy định bắt buộc. Bắt đầu. Thôi để em hôn hôn chán em đi. Thôi hôn chán là luôn ở bên em. Anh chơi rồi, thích anh chơi. Dạ, lỡ lấy chồng về đi chơi suốt sao? Hai vợ chồng đi luôn mà. Ờ, vậy được. Em cảm nhận bạn trai thế nào? Dạ, vui vẻ. Nhưng mà em vẫn thắc mắc cái chỗ khó chịu á.
cũng không hẳn là khó, tại người ta không hiểu người ta nói mình khó thôi chứ. Kỹ nữa, em thì hơi hậu đậu xíu. Hậu đậu cỡ nào? Cỡ nào hả? Ba mẹ cho đâu căn nhà toàn là mất đồ mà. Chết rồi. Lỡ khi mà đưa tiền cho em cái mất hết luôn là chết luôn. Không, không mất hết đâu, mất ít à. Dạ. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và anh bạn chào cùng bà. Chơi cùng dạ, quý vị khán giả. Em tên là Như Quỳnh, em 24 tuổi, hiện em là nhân viên văn phòng của em ở Lâm Đồng ạ. Rồi mời bạn trai. Chào chị anh Quyền Linh. Chị Quyền Linh. Anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả, em tên Đỗ Duy Sông, năm nay 28 tuổi. Em làm nhân viên kinh doanh bất động sản của công ty Hòa Bình và quê em ở Vũng Tàu. Vũng Tàu đi Lâm Đồng cũng được. Không có xa lắm. Xa chứ anh. À, chưa gì nữa. Chưa gì, ta đang nói. Nhưng mình chết rồi. Bán đất ở đâu? Bán chung cư căn hộ đất luôn, nếu anh mua em giới thiệu. Không, anh mua. Chưa gì hết. Thì kiếm vợ thì em bán. Anh nghề nghiệp. Bây giờ tập trung cho chị. Lên đây phải để mua bán kinh doanh nha, lên đây kiếm vợ nha. Cho bạn trai giới thiệu trước luôn, ưu điểm của bạn là gì? Đừng nói bán hàng giỏi nha. Em hiền, tính tình hòa đồng, dễ tính, vui vẻ, biết làm nhiều thứ. Làm gì? Là sửa điện thoại, sửa máy tính, biết sửa xe luôn. Rồi mốt vợ có hư thì em sửa luôn cũng được. Trời ơi. Được. Một khuyết điểm? Nóng tính, hơi khó chịu, nghiêm chút. Em có gì hư cho anh sửa không? Chắc là không đúng chị. Em thì có cái tính là đi chợ vậy thì phải xài hết tiền em mới về. Mấy lại có sửa tính nó không thì chắc sửa không được. Anh sửa không được, nhưng mốt anh không cho em giữ tiền, anh giữ tiền. Thì mình đem ít tiền đi thôi. Mình đem nhiều mình lại nghĩ mình phải xài nhiều. Lỡ khi mang không đủ đi chợ sao em? Mang không đủ em có khi em mượn lại ngoài chợ. Trời ơi, em mượn nợ luôn hả? Bao giờ tiến tới hôn nhân được? Tìm hiểu khoảng 6 tháng là sớm nhất. Tại ở nhà cũng hối lắm rồi. Vậy hả? Dạ. Và bản thân em có đặt ra tiêu chí gì không? Dạ có. Đầu tiên là phải chững chạc, tại vì lo nghĩ dùm em. Tại vì em không có lo nghĩ giống như em nói rồi đó. Vui vẻ, đừng có khó chịu nha. Ok, được. Dạ. Không lăng nhăng, không hút thuốc. Và đặc biệt phải quan tâm em. Hỏi ảnh coi. Anh không, có em hút thuốc không anh? Không. Có nhậu dữ không anh? Không có nhậu, nhưng mà nhiều khi đi với khách thì uống chút chút thôi. Nhưng mà biết đường về. Rồi nói về ngoại hình, em có đặt ra cái chuẩn mẫu người lý tưởng mình như thế nào không? Cao trên 1m6 ạ. Phải vững chắc để cho em dựa nữa. Em dựa thoải mái luôn. Rồi đó là yêu cầu của bạn nữ đó. Rồi bạn nam có đặt ra tiêu chí như thế nào không? Em thì tìm mẫu bạn gái hiền, dễ thương chút, biết thông cảm, chia sẻ, chung thủy, đừng lăng nhăng. Em sợ lăng nhăng lắm. Còn gì nữa không? Vậy được đúng anh. Thì cũng ổn. Thôi bây giờ coi coi mặt đàn trai đàn gái coi được cái dạ, vững chắc ha. Chào chị. Ý, đẹp trai nè, cao bao nhiêu? Dạ 1m65. Được rồi, ổn rồi. Giới thiệu nhà đất đi. Có, em biết chị Cát Tường mà có thuê căn hộ bên em. Bậy rồi đó, tôi không có thuê gì ra cho tôi thuê nào. Mở cái lớp yoga. Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa. Tôi tưởng nó nói tôi thuê ở là không đúng. Rồi đã từng sửa được cái gì rồi? Sửa nhiều, có lần sửa điện thoại cho bạn gái rồi phát hiện tin nhắn thằng khác xong chia tay luôn. À trời ơi, tuyệt đối làm gì làm không có đưa máy tính điện thoại cho bạn trai sửa nghe không? Dạ, đó là rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm. Trời ơi, mà em cũng khờ quá, em nói phát gì chi vậy? Dạ. Em nói ra bên đây nghe rồi, tao đâu dám đưa đồ em sửa, sao em phát hiện ra được? Không sao, máy tính vậy. Không, bên đây chị dặn luôn rồi, máy tính cũng không đưa luôn. Phát hiện máy tính của bạn gái mình có tin gì đó, mình bị chia tay gì vậy thì nó. Mà tin gì có động trời lắm không mà chia tay người ta vậy? Trừ phát hiện phim gì thôi chứ. Mình phải hỏi người yêu mình sao này kia chứ, tự nhiên thấy tin nhắn chia tay. Rồi có hỏi, trả cái điện thoại lại cho người ta không? Hỏi không trả lời được luôn anh. Nhưng mà có trả lại cái điện thoại cho người ta không? Trả chứ. Sửa được không? Sửa được chị. À vậy hả? À, nói chung là bạn trai rất là được, cũng được. Còn có lấn cấn cái gì hay mất niềm tin gì đâu. Để anh qua anh coi. À, chào em gái. Anh này nó thật sự là anh mua bán bất động sản á thì cũng lanh lợi lắm nha. Tiếp xúc nhiều khách hàng, những cô nữ đẹp lắm. Mấy người ta đi mua đất, người ta đi ô tô rồi tới rồi đẹp lắm, người ta xuống mua. Đôi khi phải ngọt ngào với khách hàng. Em có ghen không? Không. Không ghen? Dạ. Cũng hay à. Tiện thể mình thử anh luôn, xem anh có động lòng không. Nếu anh động lòng thì... Còn nói chung anh đây là nhanh, đánh lẹ, thông minh, tháo vát. Đẹp trai không? Đẹp trai không? Cũng đẹp. Cũng là gì? Rồi, lỡ xấu sao? Ghen đẹp được rồi. Đẹp. Được. Gì nữa? Em có đi với ai không? Dạ, em đi với nguyên một đại gia đình của em luôn. Đông dữ. Anh là gì của bạn nữ? Dạ là đồng nghiệp ạ. À, Quỳnh ơi, anh này thì nãy giờ theo sự thống nhất của tất cả anh em thì... Thống nhất rồi, 500 anh em đi. Nhìn kỹ thì là giao diện thì cũng được. Điện nước cũng đầy đủ. Nói chung là không có hô, không có mớm.
Nhưng mà về nãy giờ thấy ảnh khi mà ảnh ngồi nói chuyện á, thấy cái tay ảnh cứ vuốt hoài à. Anh cũng nghi lắm là không biết có cái gì kín đáo bên sau ở bên trong hay không thì không biết. Anh này thì là lanh lợi, dễ thương, được dịp tiếp xúc với ảnh thông qua Quỳnh nhiều, trong những cái lần sau thì chắc là sẽ rất là vui. Mọi người ở đây thì cũng rất là thích đi tắm biển ở Vũng Tàu. Rồi hàng bắt đầu tới giờ công ty rồi. Rất là thích mua nhà giá rẻ. Còn lại thì quyền quyết định là của em. Dạ em cảm ơn anh. Nhà trai thì sao? Có ai đi theo ủng hộ mình không nè? Trời ơi, bình tĩnh nha, kẻ tám lạng người nửa cân nha mấy bạn. À, dạ cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp. Hai người khen có người à. Em là bạn thân của anh Song. À, em cũng xin góp ý một xíu với anh bên nhà gái á, là em bảo đảm á, anh Song là chuẩn man luôn á. Tính ảnh thì ảnh hơi kỹ một xíu, tức là đâu phải ra đó. Với lại ảnh hơi nóng một tí. Em thấy bạn nữ ở đây thì ngoại hình thì thấy hai người cũng tương xứng với nhau á. À, tính tình thì thấy bạn nữ cũng điềm đạm, có thể là dớt được cái sự nóng của anh Song một xíu. Ủa mà em lấy cái cơ sở gì mà em dám đảm bảo là ảnh là chuẩn man? Dạ không, em chơi với ảnh cũng lâu, cũng bạn thân cũng lâu lắm rồi. À, lúc trước ảnh có quen người yêu thì em cũng biết mà. Dạ ảnh chiều chuộng bạn gái. Thôi tới đó được rồi, cái hồi nó lộ ra nhiều thứ. Bây giờ quan trọng hai bạn thôi. Là hai bạn. Nào, kéo màn lên. Chúc một ngày tốt lành. Chúc mọi thứ may mắn. Cảm ơn. Cái này tặng à, cảm ơn anh. Dạ. Em thấy anh sao? Em hỏi đi. À, đúng là đẹp trai. Cao đúng là trên 1m6 thiệt. Dùng cái nhãn quan của mình kiểm tra cái vụ hồi nãy đồng nghiệp nhắc. À đúng rồi. Man không? Em thấy thì man mà không biết làm sao. Nếu mà lập gia đình á thì anh muốn đẻ mấy đứa con. Em đẻ mấy đứa con cho anh. Hai rồi đủ. Tại vì em thích 4 đứa lận. Không phải như là ví dụ đứa đầu em sinh 1, đứa sau em sinh 3 đứa lận. Tại vì em rất là thích con nít. À, anh có hay đi công tác không? Lâu lâu đi xa thôi. Ngày 2 ngày thôi à, chứ không nhiều. Yên tâm đi, không lăng nhăng là được rồi. Không phải lăng nhăng mà là không có ai ngủ nhà với em sợ ma. Thấy cô gái đối diện thế nào? Dạ thấy bạn cũng dễ thương, hiền, nhưng mà hơi xa. Nói hai câu đầu được, câu sau thì hơi xa hoài luôn. Ồ anh thích đi du lịch không? Có. Thích tham gia các hoạt động xã hội không? Có luôn. Dạ. À, em có đi từ thiện không? Dạ có. Dạ vậy bữa nào cho đi chung với công ty anh? Dạ. Những gì em thích là những gì em hỏi đó. Dạ. À, dạ. Còn thích gì nữa không? Nói chung là ham chơi, bây giờ thích đi chơi. Dạ, lỡ lấy chồng về đi chơi suốt sao? Hai vợ chồng đi luôn mà. Ờ, về được. Em cảm nhận bạn trai thế nào? Dạ, vui vẻ, nhưng mà em vẫn thắc mắc cái chỗ khó chịu á. Cũng không hẳn là khó, tại người ta không hiểu, người ta nói mình khó thôi chứ. Kỹ nữa, em thì hơi hậu đậu xíu. Hậu đậu cỡ nào? Cỡ nào hả? Ba mẹ cho căn nhà toàn là mất đồ mà. Chết rồi. Lỡ khi mà đưa tiền cho em cái mất hết luôn chết luôn. Không, không mất hết đâu, mất ít à. Vậy hả? Thật á. Thật á. Em phải sửa đổi cái... Dạ đúng rồi, em đang cố gắng. Đúng rồi. Chứ lỡ khi đi làm về rồi đó, mất chồng luôn sao? Chồng lăng nhăng mới mất chứ. Phải giữ chứ. Trời ơi, có tính lăng nhăng là giữ sao được. Đồ không đi còn mất, muốn gì người. Em người em giữ kỹ mày. Ờ, gì được. Em ở Buôn Mê Thuột hả? Em ở Lâm Đồng ơi. Ờ, Lâm Đồng. Dạ. Có nhớ người ta tên gì không? Em nói lại thì em quên thì. Em tên là Như Quỳnh. Quỳnh hả? Dạ. À, nhớ rồi. Bây giờ mỗi người một câu cuối cùng. Bạn trai nói trước đi. Không có bấm chuông, bấm nút gì đây đó. Cái câu đó chắc em không trả lời được. Dạ. Đúng rồi. Thì em chỉ muốn nói với anh là nếu có duyên có nợ thì ắt thành đôi, còn không duyên không nợ thì mình là bạn anh nhé. Hết thời gian. Là một cô gái rất thông minh, rất hài hước, bạn trai cũng vậy, nhưng mà chúng ta hãy nghĩ sâu hơn nữa trên con đường tương lai của mình. Một, hai, suy nghĩ cho kỹ, quyết định. Ba. Hết thời gian rồi, mời hai bạn. Hết thời gian.
tại sao bạn gái lại không bấm? Em cảm thấy là chưa cảm nhận được sâu sắc lắm, với lại cũng chưa có gì chắc chắn lắm. Dạ, nhưng anh phải nói một câu gì chắc chắn cho em thì em chờ đợi điều đó thì đúng chưa đấy. Được. Chúng ta có thể vui vẻ hài hước nhưng trong một lúc nào đó chúng ta cần một dấu lặng. Bởi vì đây là chuyện đại sự mà, nên mình cứ lướt qua hoặc là vui vẻ không thì chưa đủ. Hôm nay tôi nghĩ rằng bạn đã bỏ qua một cơ hội thật đáng tiếc. Một cô gái cũng rất là thông minh. Rất nhiều người đang theo dõi chương trình và cũng đang ngắm nhìn hai bạn. Và biết đâu đó thì các bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Mặt không biến sắc mà hấp lạc. Thay đổi đúng gì vậy? Mặt tôi rất là tím điểm luôn mà chứ không thay đổi. Trời ơi, đằng trai khỏe, chào em. Dễ thương quá. Em định chừng nào mình cưới được? Chắc cũng phải 2 năm hơn. Năm sau ra trường làm luôn được rồi. Thôi, trai. Em tên là Nguyễn Thành Danh, năm nay em được 27 tuổi. Hiện em đang ở Bình Dương và em là giáo viên của trường tiểu học ở dưới Bình Dương luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Kim Cương, năm nay em 25 tuổi. Hiện thì em đang học sư phạm ngành tiểu học và hiện tại thì em đang làm việc kiếm thêm thôi. Em làm ở Bình Dương. Bình Dương luôn? Dạ. Rồi, học ở đâu? Dạ, em học ở Đại học Sư phạm Phố Hồ Chí Minh. Em học hệ giờ học vừa làm nên là em chỉ học có thứ bảy chủ nhật mà em học ở dưới Thủ Đức thôi. Thuận lợi rồi ha. Bình Dương với Bình Dương gặp nhau dễ lắm á. Bây giờ bạn gái đầu tiên tôi sẽ hỏi bạn là bạn muốn đi tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Bạn đó phải mắt hai mí, lỗ mũi cao, có công việc ổn định. Người em muốn kiếm là phải sinh năm 86, 89. Trời đất ơi, có cả cao tuổi luôn. Nói đi, nói đi bạn. Bạn nói sinh nhiêu? 89 bạn ơi. Được rồi. Tại sao phải 86, 89? Mà tội mắt con Mỹ vậy. Bạn bè em như là tuổi lập gia đình cũng tuổi đó hợp. Ví dụ như có người nào yêu em hết sức mình luôn, chiều chuộng hết sức mình luôn. Lệch ra 1 tuổi sao? Mà nó không phải 86, 89 thì sao? Thì em cũng không chịu. Trời đất ơi, thiệt luôn hả? Dạ. Nhà không chịu luôn, chứ không phải là em. Dạ. Nhà có đưa ra cái tiêu chí gì nữa không ngoài cái tuổi đó ra? Nhiều khi hợp có cái tuổi à, còn nhiêu là trật lất hết trơn. Tính cách thì phải điềm đạm, hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng. Tiêu chí của bạn đưa ra thế nào? Nói luôn. Người con gái cũng bình thường thôi, miễn là không xăm là được, nhìn được là ok. Gì? Không xăm. Không xăm. Mình dán được không bạn? Được, dán tỏi mấy lần rồi, dán đầu dán à. Dán chi vậy? Dạ tại vì em có cái hẹo lớn, cái chân xấu quá nên em dán cho đẹp. Bà tắm mặt kỳ nó ra hả? Dạ. Ừ, cái gì bạn trai kỳ giùm cho. Rồi, mình có cái ưu điểm, khuyết điểm gì không? Mình giới thiệu cho bạn. Dạ thì khuyết điểm của em á là làm cái gì cũng được, nhưng mà hơi bị chậm do em kỹ lắm, hơi cầu toàn á. Ưu điểm của em thì thích hát, thích múa, đi du lịch, coi phim. Thích lắm hả? Dạ. Thích thì hát rồi. Mình thích thì mình làm thôi. Trời mưa rơi mưa rơi, mưa nhẹ rơi trên vai em. Mưa nhẹ rơi ướt lối đường về. Nhìn anh đang băn khoăn, em thầm mong mưa thôi rơi. Nhưng lòng em cầu mong mưa vẫn rơi. Để được bên anh hai người, để được gần anh tay trong tay với anh hoài. Để sát bên anh, để nói yêu anh trẻ ngốc ơi. Dễ thương quá trời luôn. Nghe thấy sao? Hát ok. Em có hát được không? Đáp từ luôn. Trời hát thì em chịu rồi. Anh có chơi được môn thể thao nào không anh? Thích chơi game thôi bạn ơi. Chơi gì? Còn môn nào thì cũng biết. Nói chung là mình dạy về bên thể dục á, là môn nào mình cũng biết hết á. Nhưng mà mình thích về game thôi. Game hay game? Game hay game? Game. Tập game á hả? Tập tạ hả? Yes. Trời ơi bên đây nghe thích chơi game. Hết hồn hết vía. Được. Chuẩn bị chút xíu hít đất 50 cái nha cưng. Bên này có ưu khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là nóng tánh, hay quên lắm, trí nhớ kém. Ưu điểm? Cũng biết nấu sơ sơ vài món ăn. Đứng chiên luộc cái này không? Dạ. Cô giáo tương lai, mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em quen nhiều lắm chị. Em có 3 mối tình là 3 giai đoạn. Giai đoạn nhỏ là khoảng lớp 5. Thôi bỏ đi. Cuối đi, giai đoạn cuối. Giai đoạn cuối thì là năm 19 tuổi. Là em quen anh đó cũng được 5 năm. Cũng suy nghĩ là tính tới hôn nhân. Nhưng mà sau khoảng thời gian tìm hiểu nhau lâu quá thì tính cách mỗi người nó càng ngày càng đi xa quá chị. Đi xa quá nên là đi luôn. Em cũng không thích con trai mà gọi là gia trưởng hay là có tính đàn bà. Thì anh đó là dính hết những cái đó luôn. Ủa đàn bà là sao em? Tức là dạ, chi li tính toán với mình á. Em hay quên đó nên là em làm rồi em nói rồi xong quên mất tiêu. Nè nè anh bên đây vậy đó, anh mới nói anh hay quên nữa nè, rồi sao? Rồi vậy đó, hai người hẹn nhau quên trường. Bạn chia sẻ một chút tình trường của bạn đi. Từ nhỏ lớn lên em có 4 mối tình. Mối tình dài nhất là quen được 3 năm. Thôi lúc... vô mối tình cuối đi. Dạ cũng được 1 năm rưỡi rồi. Người sao chia tay? Lấy chồng rồi ha. Dạ. Em ít quan tâm quá, em tin tưởng người đó quá.
Thì nhà em ở nhà bạn gái có chừng 5 cây số à. Tại em mới phân ra là một tuần mình gặp chừng 2 lần đến 3 lần. Điện thoại thì vẫn nói. Em tin quá, hóa ra là người ta quen người khác. Em là không bao giờ là em đụng tới điện thoại là cứ thứ gì của bạn nữ cả. Phải tôn trọng. Tôn trọng nhưng mà tại vì em phân công đó. Trong tuần gặp phân công gặp 2 lần, 3 lần đó. Tình yêu làm gì có chuyện phân công. Yêu thích nhớ là gặp, tới nhớ là gặp. Phải rút kinh nghiệm ở đó nha bạn trai. Dạ. Bây giờ cả hai có đặt ra cái mẫu, cái chuẩn, cái người lý tưởng mình muốn tìm là như thế nào không? Bạn gái nói trước. À, em muốn anh đó phải cao cỡ mét 6. Lầm trở lên. Rồi, bên đó cao bao nhiêu bạn? Hơn. Dạ. Em có 1m61 à, 60 à. Thấy bạn cao lắm mà. Dạ mắt à. Thì ra lưng dài. Rồi, cái gì nữa bạn? Anh đó phải biết quan tâm tới em chút. Không phải là chia buổi như vậy. Mà ví dụ như là lúc nào em cần thì nên sắp xếp để đến với bên em. Cái hình dáng có thể giống đúng ai không? Có người lý tưởng với lại dạ, giống anh Hồ Quang Hiếu. Hồ Quang Hiếu hả? Bây giờ có cái gì không thích ở người bạn trai không? Nhậu nhẹt nhiều với hút thuốc. Em không thích hút thuốc. Dạ. Lại có bụng bia em không có hết. Bụng này không có bia à? Đâu, mắt này cũng 2 mí mà. 2 mí lúc mà lúc nhướng lên thôi. Có thuốc nhậu nhạt gì không bạn? À, nhậu thì không có mà thuốc thì đang cai được tháng mấy 2 tháng nay. Còn em thì em có đặt ra cái chuẩn bạn gái lý tưởng của mình là như thế nào không? Dạ nhìn được là ok. Rồi bây giờ nhớ cái vụ nãy bên đây bạn trai gái yêu cầu hết đất á, tập gym mà. Mọi người đếm phụ ảnh đi. 1, 2, 3. Cái này hết đàng hoàng, không có ăn gian. 6, 7. Áo hơi chật. Body hơi ôm. 10, 1, 2, 3. Đất vào cái mặt nghiêng bên ngộ ha. 6, 7, 8. Lực không à. Được. Nó cho nửa đoạn đường được rồi. Rồi được rồi. Quá dữ quá dữ. Khỏe re mặt không biến sắc mà hít là gì vậy? Ủa gì vậy? Thay thay đổi. Ủa gì vậy? Mặt có nước tím điểm luôn à chứ có thay đổi. Trời ơi đàn trai khỏe. Chào em. Chào anh. Dễ thương quá. Em định chừng nào mình cưới được? Chắc cũng phải 2 năm hơn. Năm sau ra trường làm luôn được rồi. Vậy để coi tình hình sao đó. Bây giờ thí dụ như làm dâu được không? Dạ em không thích làm dâu. Không thích làm dạ, dâu. Dạ em muốn có một cái ngôi nhà riêng của 2 đứa. Em thích sinh trai hay gái? Dạ trai gái gì em cũng thích hết. Để dạ. Hỏi em. Cái thứ nhất á, cô không thích làm dâu. Tại nhà em có mình em là Út à. Hai chị lấy chồng. Dạ đang ở với ba mẹ. Giờ phải làm dâu. Ở thời gian nhưng mà cảm thấy anh thuyết phục anh đi, thuyết phục anh như không anh muốn ở làm dâu nói chung là ở đây là Út nên cũng về nhà nhưng mà làm mà nếu 2 người mà dư ra thì cũng có thể là làm xây nhà riêng được cho mình. Còn trai gái thì đều con mình hết, nó không có quan trọng về cái điều đó. Đúng rồi, ở nhà thì chừng thứ hai đi, 2, 3, 4, 5 thôi, thứ 6, thứ 7, nhật có thể về nhà gái ở được mà chia qua sẻ lại được không em? Đều ha. Dạ. Được không? Dạ em muốn biết ý kiến của người thân của em á. Nay em đi với ai? Dạ em đi với anh chị hai của em chứ những người bạn thân của em. À, em chào chị Cát Tường. Anh này là anh chào hay là rể? Em là anh rể của Kim Cương. Anh thấy được không anh? Sắc đẹp của em trai bên đây thì anh không có dám nhận xét. Đó chút em mở ra nó mới hấp dẫn. Còn hồi nãy bạn bên đây có nói là bạn nóng tính, bạn hay quên, nhưng mà theo anh nghĩ là bạn vô tâm thì đúng hơn. Thì cái đó đôi lúc nó cũng là cái bệnh chung của đàn ông mình thôi. Cái này cũng có thể là mình cải thiện được. Rồi, cái quan trọng là khi mà em hai đứa mở cái màn này lên gặp. Cái thứ nhất là phải hợp nhãn. Cái thứ hai là phải hợp về cái gu, về thời trang, về ẩm thực hay là về du lịch. Còn cái thứ ba là cái là quan trọng nhất, đó là phải hợp về cái quan niệm sống của nhau. Anh cũng chúc cho hai đứa khi mà mở cái màn này ra cảm thấy là thích nhau rồi từ đó bấm nút ha. Cái vụ làm dâu làm rể gì đó thì về phía gia đình anh chị có ý kiến gì không? Cái này em nghĩ là để cho chị của Kim Cương nói thì nó là đúng hơn. Kim Cương thì em nghĩ là Kim Cương nó làm được. Kim Cương nó thích xây nhà riêng á, thì mình có thể xây nhà gần ba mẹ của bên bạn trai cũng được nếu mà mình có điều kiện. Nhưng mà cho chị hỏi coi em ở Bình Dương nhưng mà ở huyện nào? Dạ em ở Bào Bàng chị. Là cũng xa. Tại vì Kim Cương thì nó ở bên Dĩ An. Cỡ 20 cây. Đi cũng quan trọng đó chị, yêu nhau là tới đâu cũng đi hết. Thế đề nghị đó được không? Nếu mà sau này thì mấy ấm riêng thì chắc là sẽ có. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với hai đứa em. Hai đứa em họ đâu? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn. Em thấy chị dâu tương lai bên nó được dạ, không em? Dạ chị cũng dễ thương. Cũng lanh. Chị nói chuyện lanh lắm. Ý mình thích chị dâu vậy không? Dạ cũng được. Cũng được.
Dễ quá vậy. Kéo màn lên để xem nhiều hai bạn thứ lắm. Thế nào. Ẩm thực, thời trang, du lịch, cuộc sống. Chào bạn. Dạ. Thích đó cái này. Đó thêm 25 cái nữa nổi không? Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau các bạn nhé. Mình nói lên cảm nhận của người đối diện mình như thế nào. Bạn gái nhìn dễ thương. Nếu mà em ở xa vậy thì anh sắp xếp thời gian như thế nào á? Tuần làm có 3 bữa thôi. Thứ 6 đến thứ 2 là những ngày nghỉ. Rảnh những ngày đó lên được. Coi như tuần làm có 3 ngày thôi đó hả? Dạ. 3 ngày làm cơ quan, 4 ngày kia phải làm gì thêm? Ừ. Có tính không? Dạ có. Theo anh là anh muốn bao lâu mới lấy vợ? Nếu mà trong năm sau bạn nữ ok là anh ok. Ủa ok là lấy gì anh cưới? Mẹ lo hả? Hồi xưa em cũng để dành tiền thôi. Thôi bây giờ mỗi người nói một câu gì đó thật tình cảm với nhau rồi mới quyết định là có hẹn hò với nhau hay không. Con gái này nhìn rất là dễ thương. Thì tánh em thì con gái dễ thương chẳng chờ là ok. Em thấy thì nhìn tổng thể thì cũng được được. Hai chữ được. Rồi. Nào để tay vào nút bấm. Mời các bạn đặt tay lên nút bấm. Suy nghĩ cho kỹ. Một. Hai. Hai. Ba. Hết thời gian. Như vậy là bạn gái không bấm nút. Chắc duyên mình chắc cũng chưa tới á. Trái tim chưa có rung động. Dạ. Nếu mà không có quen thì làm bạn uống cà phê thì mấy chuyện đó là rất là bình thường. Đúng rồi. Là đàn ông mình phải tạo một sự tin tưởng trong người đối diện. Cố gắng một năm nữa phải chuẩn bị thật tốt cho cái cuộc hôn nhân sắp tới. Chúc các bạn sẽ